Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1061, nhân viên mới. Mấy người này cảm thấy hối hận đồng thời lại rất vui mừng vì giờ đây mình là người sát cánh với Chu Dương. Đi theo một cậu ấm nhà giàu mới là con đường tiền tài tươi sáng. Quan trọng là tâm thái của Chu Dương rất vững vàng, anh chưa bao giờ chủ động nhắc đến thân phận này của mình. Lúc này, họ càng thêm tin tưởng Chu Dương tuyệt đối có triển vọng trong tương lai. Tôi định quay về Chu gia, Chu Dương bình thản nói. Câu này giống như một tiếng sấm nổ tung trước mặt mấy người này. Quay về Chu gia, có ý gì? Ý là Chu Dương thật sự muốn thừa kế Chu gia sao? Vậy sau này chẳng phải họ quen biết với gia chủ của Chu gia à? Lợi hại thật đấy, mấy người họ lập tức trở nên phấn khích. Nhưng Chu Dương lại tạt cho họ một gáo nước lạnh, trở về Chu gia cũng không nhất thiết phải vào Chu gia. Chu Dương nói, tôi không có hứng thú với vị trí gia chủ của Chu gia, nhưng quan trọng là Chu gia phải cho tôi một công đạo, cho mẹ tôi một lời giải thích. Chuyện này có thể không suôn sẻ lắm bởi vì chắc chắn người Chu gia sẽ coi tôi như kẻ thù, tôi cần các ông giúp đỡ. Chu Dương nói rõ mục đích của mình. Nói cho dễ hiểu là khi anh mới bắt đầu kiếm tiền, nâng cao thực lực của mình thì anh đã có ý nghĩ này. Anh bồi dưỡng người Tô gia, giúp đỡ Hổ gia vào Hứa gia, thật ra không chỉ đơn thuần muốn tiêu diệt Hứa gia trước đây. Mặc dù Hứa gia trước đây có thù với Chu Dương, thậm chí luôn muốn giết Chu Dương nhưng anh vẫn có thể đưa mẹ mình bỏ trốn bất cứ lúc nào anh muốn. Anh chọn ở lại và chống lại Hứa gia thật ra là anh đang có kế hoạch. Vạch ra một kế hoạch lớn, anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bồi dưỡng thế lực của mình. Mà hiển nhiên anh đã làm được điều đó. Những người trước mặt này đều là thế lực dưới trướng anh, do anh bồi dưỡng nên. Nguyên nhân chủ yếu khiến anh muốn bồi dưỡng thế lực này tất nhiên vẫn là vì anh muốn mình có vốn liếng nhất định khi trở về Chu gia. Bởi vì anh không muốn cầu xin sự thương hại của Chu gia để yêu cầu Chu gia giữ anh lại. Anh muốn quay về Chu gia với phong thái mạnh mẽ, yêu cầu Chu gia cho anh lời giải thích. Bây giờ đã đến thời điểm đó, dĩ nhiên Chu Dương sẽ nói rõ những mục đích này. Anh cần Hổ gia, Tôn gia và Hứa gia giúp đỡ bởi vì anh bồi dưỡng ba gia tộc này là để dùng vào mục đích này. Nghe Chu Dương nói vậy, ba người cũng không đắn đo nhiều, lập tức đồng ý. Điều này có thể nhìn ra được từ lúc họ kiên quyết giúp Chu Dương ngăn Chu Minh. Họ là đồng minh chân chính. Hơn nữa về mặt ý nghĩa nào đó, họ đều là đàn em tay sai của Chu Dương. Lựa chọn thoái thác vào thời điểm này chính là phản bội. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy nên cũng không có ý định phản bội lại Chu Dương. Chu Dương gật đầu nằm chê y ghế sofa xoa thái dương, được rồi, chuyện này cứ thế trước đã. Đợi lúc tôi thực sự có ý định trở về Chu gia, tôi sẽ tìm các ông bàn bạc cụ thể sau. Bây giờ tôi còn vài việc cần giải quyết ở thành phố Đông Hải. Mặc dù đã hạ quyết tâm quay về Chu gia nhưng chuyện này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, không thể nôn nóng được. Chẳng hạn như không thể bỏ mặc công ty danh Dương. Xử lý xong một đống lộn xộn, Chu Dương ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau đi làm. Đã lâu anh không xử lý công việc ở công ty danh Dương, thậm chí rất lâu rồi anh không đến văn phòng. Lần trước lúc đi họp với Thẩm Bích Quân, cuộc họp vừa kết thúc anh đã đến Hứa gia. Vì vậy hôm nay vừa đến là anh đã đi thẳng vào văn phòng, bắt đầu xem xét tài liệu của mình. Khoảng 2 giờ sau, Thẩm Bích Quân gõ cửa bước vào. Ôi, đây chẳng phải là Chu Tổng của chúng ta sao? Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đây làm việc thế này? Thẩm Bích Quân châm chọc nói. Dù sao có thể nói vị trí của Chu Dương trong công ty danh Dương là rất quan trọng. Liên tiếp 3 sản phẩm hot của công ty danh Dương đều do Chu Dương phụ trách. Bây giờ công ty danh Dương không có Thẩm Bích Quân thì không sao nhưng không có Chu Dương thì không được. Hơn nữa anh còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nhưng với tình hình như vậy, Chu Dương lại chỉ đi làm một ngày trong vài tuần, điều này khiến Thẩm Bích Quân điên tiết. Công ty này không có anh thì không duy trì được nữa, vậy anh có thể có tâm với công ty một chút được không? Cũng may dù Chu Dương không đến công ty, cũng sẽ xử lý một số việc qua máy tính, xây dựng khuôn khổ chung cho sự phát triển của công ty. Nhưng dù như vậy, Thẩm Bích Quân vẫn rất không vui. Vì điểm chung lớn nhất của cô và Chu Dương là cả hai cùng chung một công ty. Bây giờ Chu Dương thường không đến công ty, dường như cô cũng rất ít khi tiếp xúc với Chu Dương nên mới chạy đến châm chọc anh. Chu Dương cũng hết cách, ngượng ngùng nói, Thẩm Tổng,
không phải tôi cũng bận sao, cô xem có chút thời gian rảnh là tôi lập tức đến làm việc đấy thôi. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn chuyện của công ty, anh có tin tôi đuổi việc anh không? Thẩm Bích Quân tức giận nói. Ha ha, tất nhiên tôi tin chứ, thế nên tôi đây không phải biết sai rồi sao? Thẩm Tổng, cô tha thứ cho tôi đi, đừng đuổi việc tôi mà. Tôi chê y có già dưới có trẻ, chỉ dựa vào công việc này để sống thôi đấy, Chu Dương nói đùa. Cuộc trò chuyện giữa hai người có cảm giác tựa như bạn trai đang dỗ dành bạn gái mình vậy. Thẩm Bích Quân cũng không tức giận nữa, giả vờ hừ một tiếng sau đó nói, đi thôi, đi họp với tôi. Khó khăn lắm ông chủ Chu mới đến một lần, chẳng lẽ tôi không nên triệu tập cuộc họp toàn thể quản lý cấp cao chào đón anh sao? Thẩm Bích Quân nói xong liền bước ra ngoài, Chu Dương cũng vội bước theo. Nội dung cuộc họp rất đơn giản, chỉ lập ra kế hoạch chi tiết theo khuôn mẫu của Chu Dương, sau đó từng bộ phận báo cáo thành tích và khó khăn gặp phải. Ngay khi cuộc họp sắp kết thúc, Thẩm Bích Quân bỗng nói, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, nhưng mọi người đừng đi vội. Tôi giới thiệu với mọi người cổ đông mới của công ty Danh Dương, cổ đông lớn thứ ba. Đồng thời vị cổ đông này cũng sẽ giữ một chức vụ trong công ty Danh Dương chúng ta, cụ thể là vị trí nào thì mọi người bàn bạc sau. Mọi người nhìn nhau, công ty Danh Dương xuất hiện cổ đông lớn thứ ba. Hơn nữa còn giữ chức vụ. Cổ đông lớn thứ ba này là ai? Lúc này cửa phòng họp mở ra, mọi người đều ngẩn người, chỉ có Chu Dương hơi nheo mắt. Chu Minh, tên này đến đây làm gì? Chương 1062, vô nhân tính. Chu Dương nheo mắt, hứng thú nhìn Chu Minh đang đứng trong phòng họp. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Chu Dương cho rằng hôm qua hắn đã bị anh dạy dỗ cho một trận, cậu ấm kiêu ngạo này nhất định sẽ chán nản quay về Chu gia, sau đó tìm cơ hội mang viện binh quay lại báo thù anh. Dù sao người như vậy anh cũng đã gặp quá nhiều rồi. Những cậu ấm từ trước đến nay chưa từng gặp phải bất kỳ sự uất ức nào, từ khi nào lại có thể chịu đựng được thất bại như thế? Lẽ nào tên này hoàn toàn không hận anh? Hay là hắn cố ý lẻn vào công ty Danh Dương là muốn dùng một thủ đoạn khác để báo thù anh sao? Chu Dương không lo lắng Chu Minh sẽ báo thù, nếu lo lắng vậy thì hôm qua anh đã thẳng tay xử lý hắn rồi. Nhưng anh khá lo lắng tên Chu Minh này sẽ làm ra chuyện gì đó bất lợi cho công ty Danh Dương. Nếu như vậy anh thật sự không kịp phòng bị. Dẫu sao bây giờ thân phận của Chu Minh vẫn là cổ đông thứ ba của công ty Danh Dương. Thật thú vị, Chu Dương không nói chuyện chỉ im lặng quan sát, điều khiến anh bất ngờ là Chu Minh lại không nhìn anh, từ đầu đến cuối dường như không hề quen biết anh. Lúc này Chu Minh đứng ở giữa phòng họp nói chuyện thẳng thắn với mọi người. Thưa các vị, nguyên nhân để tôi đầu tư vào công ty Danh Dương là bởi vì tôi rất thích công ty. Thông qua quá trình nghiên cứu tôi phát hiện công ty của chúng ta thật sự giống như một sự phát triển kỳ diệu, mỗi một sản phẩm mới đưa ra thị trường đều sẽ trở thành trào lưu được hưởng ứng trong ngành mỹ phẩm. Vì vậy tôi cho rằng tiềm lực của công ty chúng ta là vô tận, sẽ có một ngày nào đó chắc chắn có thể bước ra thế giới. Vì thế bây giờ tôi đầu tư để trở thành cổ đông lớn thứ ba, thực sự là bởi vì công ty Danh Dương không muốn bán thêm nữa, nếu không tôi còn muốn trở thành cổ đông lớn thứ nhất của công ty này. Chu Minh bạo dạn nói. Lời nói này của hắn khiến những đôi mắt của các cô gái trong công ty lấp lánh ánh sao. Không trách được, vốn dĩ Chu Minh có bề ngoài đẹp trai phong độ, không biết là do môi trường từ nhỏ hay là vì liên quan đến tính cách xấu xa của hắn, tóm lại là tên này vừa bước ra khỏi cửa đã treo hai chữ cậu ấm nhà giàu ở trên y đầu. Phong lưu hào phóng, nói năng nho nhã, nếu người khác nói rằng, không phải công ty Danh Dương không chịu bán thêm cổ phần thì sẽ tôi mua lại công ty Danh Dương, chắc chắn mọi người sẽ bĩu môi, cho rằng người này đang khoác lác. Nếu như tiền của bạn thật sự nhiều như vậy còn sợ không mua được công ty Danh Dương sao? Không phải là giả vờ trách cứ sau đó tự tìm cho mình một bệ đỡ hay sao? Nhưng lời này do Chu Minh nói ra, những người ở đây hoàn toàn tin tưởng, bọn họ đều cảm thấy Chu Minh nhất định không thiếu chút tiền này. Hắn đứng ở đó khiến người khác cảm thấy thực sự lắm tiền. Đây gọi là gì? Đây là một thứ gọi là khí chất, chê y người Chu Minh có khí chất giàu có của một cậu ấm. Vì thế khi hắn ra nói ra những lời này khiến cho những em gái kia lần lượt lộ ra ánh mắt lấp la lấp lánh. À, tôi chết đây, thật sự quá đẹp trai rồi đấy. Đúng là một tổng tài bá đạo phiên bản chân thực, Chu Tổng rốt cuộc có nhiều tiền đến đâu chứ? Mấy cô gái đều phấn khích hét lên. Lúc này Chu Minh xua tay, nói chuyện là như thế,
thứ như tiền bạc đối với tôi mà nói chỉ là một dãy số, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Giữa chúng ta không cần nói chuyện tiền bạc, chúng ta nói về cái khác, ví dụ những thứ tương tự như lý tưởng của đời người, tôi muốn đảm nhận một vị trí trong công ty của chúng ta, mục đích là vì muốn tìm lý tưởng cuộc đời ở trong công ty này. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác theo đuổi ước mơ trong một môi trường có bầu không khí công ty tích cực. Nếu như mọi người vẫn nói về tiền như cũ vậy thì không có ý nghĩa gì nữa, tiền có ý nghĩa gì chứ? Chu Minh lại nói tiếp. Toàn những câu nói khoe khoang, tự cao tự đại, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại trở nên tự nhiên hơn hết, không hề cảm thấy khoa trương. Những lời này đương nhiên lại khiến đám chị em choáng váng, thậm chí cảm thấy đạt đến cảnh giới của sự vui sướng IG. Đây là nhân vật gì chứ? Là cậu ấm nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống. Đúng là sự bá đạo của tổng tài. Chu Minh lại nói tiếp, vì vậy bây giờ chủ đề chính là tôi nên làm chức vụ gì ở công ty cho phù hợp. Mọi người tùy ý nói, tôi nghĩ rằng bất kỳ vị trí nào, Thẩm tổng đều sẽ không phản đối đúng chứ? Chu Minh nhìn Thẩm Bích Quân nói. Thẩm Bích Quân khẽ cười gật đầu, không sai, mọi người đưa ra ý kiến đi. Chỉ cần không phải là để Chu Minh thay thế tôi trở thành chủ tịch của công ty, thì bất cứ vị trí nào tôi cũng sẽ đồng ý. Qua, đúng là chuyện tốt. Cô hiểu gì chứ, Chu Tổng người ta vốn dĩ là đến để trải nghiệm cuộc sống, có đãi ngộ như vậy là chuyện đương nhiên, các cô hoàn toàn không biết anh ấy đã đầu tư bao nhiêu tiền cho công ty đâu. Một cô gái nói, Chu Dương cũng hứng thú. Ngoại trừ chức vụ chủ tịch ra thì các vị trí khác tùy ý lựa chọn. Hơn nữa Thẩm Bích Quân lại còn vui vẻ đồng ý như vậy, tên này rốt cuộc đã cho Thẩm Bích Quân bao nhiêu lợi ích chứ? Chu Dương dùng cùi chỏ chọc vào người Thẩm Bích Quân nói, này, Thẩm Tổng, từ khi nào cô đào được ra một bảo bối thế, không sợ hắn phá hỏng công ty sao? Không thể không nói cách thức xuất hiện này của Chu Minh cũng khá oai phong. Đây rõ ràng đã phá vỡ quy tắc của công ty. Lấy thân phận cổ đông thứ ba để đảm nhận một vị trí. Mà vị trí này lại có thể tùy theo ý muốn lựa chọn, hơn nữa chủ tịch Thẩm Bích Quân lại đồng ý với hắn trước mặt mọi người như vậy. Mặc dù trong công ty cổ phần, cổ đông thứ ba quả thật có thể muốn làm chức vụ gì thì làm, nhưng chế ý cơ bản đều là quyết định giữ con người lén lút bàn bạc, chuyện này làm xong rồi sẽ không có ai nhắc đến nữa. Nhưng giống như sự phô trương của Chu Minh, hơn nữa Thẩm Bích Quân còn diễn cùng hắn, thì thật sự sẽ ảnh hưởng không tốt đến nội bộ công ty. Điều này dễ khiến cho nhân viên công ty cho rằng cố gắng không có tác dụng gì, chỉ bằng tìm cách nào đó để thăng tiến nhanh hơn. Vì vậy Chu Dương vô cùng tò mò, rốt cuộc Chu Minh đã làm gì khiến cho Thẩm Bích Quân lại cùng làm loạn với hắn như vậy? Thẩm Bích Quân che miệng khẽ cười, nói, không phải là bảo bối tôi lôi ra, là hắn tự tìm đến tận cửa. Thẩm Bích Quân nhìn về phía Chu Minh, tôi cũng không biết tên này từ đâu tới, vô cùng kỳ lạ. Vừa tìm được tôi liền mở lời muốn mua lại công ty chúng ta với giá gấp 5. Nhưng tôi nói với anh ta công ty danh dương không bán, chỉ có thể trở thành cổ đông thứ 3, anh ta liền trả gấp 10 lần để trở thành cổ đông thứ 3. Chương 1063, trùng hợp quá. Trong ánh mắt Thẩm Bích Quân lóe lên sự tò mò, đương nhiên cô cũng vô cùng hiếu kỳ với thân phận của Chu Minh. Đương nhiên tất cả mọi người đều có thể nhìn ra công ty danh dương có cơ hội phát triển rất lớn. Có tiềm lực để bỏ tiền đầu tư. Nhưng giá trị của công ty đã bao gồm cả tiềm năng của nó nữa. Ví dụ lúc này công ty danh dương được định giá khoảng 30 tỷ nhưng thực tế thiết bị và sản phẩm, nhân công vẫn chưa đến 10 tỷ. Việc định giá một công ty ở một mức độ lớn có liên quan đến tiềm lực và giá trị thương hiệu. Giống như công ty có tiềm lực cực lớn như công ty danh dương, giá trị thương hiệu đã mở rộng lên gấp đôi giá trị của nó. Trong trường hợp này cho dù mọi người muốn thu mua công ty danh dương, thứ họ muốn chắc chắn là hạ giá chứ không thể là việc tăng giá. Bởi vì tiềm lực của bạn đã được định giá bên trong, chê y thực tế tiềm lực mà công ty chắc chắn vẫn sẽ tồn tại khả năng thua lỗ. Nói cách khác, công ty danh thương chê y thực tế chỉ đáng 30 tỷ không hơn. Nhưng khi tên Chu Minh này tìm Thẩm Bích Quân, vừa mở lời liền nói 150 tỷ. Là 150 tỷ đấy. Cả phương Đông này có bao nhiêu người có thể tùy ý lấy ra 150 tỷ. Nghe nói liên tiếp vài năm, bố của Ali chủ tịch công ty nọ đều là người giàu có đứng đầu ở phương Đông, giá trị cá nhân có thể lên tới 250 tỷ. Xem ra dường như việc lấy ra 150 tỷ cũng không phải vấn đề. Dẫu sao 250 tỷ kia chỉ là giá trị bản thân của ông ta, lấy ra 150 tỷ ông ta vẫn còn 100 tỷ.
nhưng chê y thực tế đối với bố của Ali, để ông ấy thật sự tùy tiện lấy ra 150 triệu chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì chỉ là giá trị bản thân của ông ta đạt đến hơn 200 triệu mà thôi, bên trong đó phần lớn là cổ phiếu chứ không phải tiền mặt. Đương nhiên cổ phiếu của ông ta có thể quy đổi thành tiền mặt nhưng chắc chắn phải cần một quá trình, không thể nào nói ngày hôm đó thì có thể đưa luôn ra 150 tỷ. Nhưng người trẻ tuổi tên Chu Minh này khi nói chuyện với Thẩm Bích Quân lại thật sự lấy luôn ra chi phiếu. Chi phiếu kia Thẩm Bích Quân đã điều tra là thật. Nói cách khác người trẻ tuổi tên Chu Minh này thật sự có 150 tỷ trong ngân hàng, thậm chí còn có nhiều hơn. Lúc đó thật sự đã khiến cho Thẩm Bích Quân bị sốc. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đổi sang một góc độ khác để suy nghĩ cô cũng chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn so với người thường một chút, chưa từng tiếp xúc với con số khoa trương như vậy. Lúc đó cô nhận ra rằng người trẻ tuổi tên Chu Minh này tuyệt đối không bình thường. Có lẽ hắn đến đây không phải vì tiềm lực của công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân không bán công ty Danh Dương mà đưa ra đề nghị Chu Minh mua cổ phần. Chu Minh vui vẻ đồng ý, mua lại tất cả số cổ phần mà hắn có thể mua được ngoại trừ cổ phần trong tay của Thẩm Bích Quân và Chu Dương, toàn bộ số còn lại đều thuộc về hắn. Nói cách khác công ty Danh Dương bây giờ chỉ có 3 cổ đông. Sau đó Chu Minh lại đưa ra yêu cầu, mặc dù là cổ đông thứ 3 nhưng tôi cảm thấy tôi có lẽ cũng có quyền lợi được tìm một vị trí trong công ty. Chu Minh lịch sự nói với Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân không rõ Chu Minh rốt cuộc là người như thế nào, một người trẻ tuổi ngây thơ khi đối mặt với mình lại khách khí như thế, giống như đang đối xử với một vị khách quý. Thẩm Bích Quân đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, cũng rất khách khí nói, đương nhiên rồi, nên làm vậy mà. Anh muốn vị trí nào cũng được, nếu như không phải sở trường chúng tôi có thể thuê cho anh một trợ lý. Thẩm Bích Quân cũng nhìn ra được Chu Minh này đa phần là đến chơi. Vì vậy cô đang nghĩ tên này muốn vị trí nào thì cho hắn vị trí đó, sau đó chuyện gì hay quyền lực thực sự cũng đều không có, chỉ sắp xếp cho hắn một trợ lý chê y danh nghĩa. Chu Minh lại từ chối đề nghị này, Thẩm Tổng, nếu như tôi đảm nhiệm một chức vụ nào chắc chắn sẽ phải học tập hẳn hoi, cô sắp xếp trợ lý cho tôi. Tôi sẽ không cần phải quan tâm chuyện gì nữa, toàn bộ đều đã có trợ lý làm, như vậy tôi làm gì chứ? Thế này đi, cô yên tâm giao cho tôi một chức vụ, giả sử tôi không làm tốt chuyện gì gây ra tổn thất tôi sẽ bồi thường cho công ty. Nói xong hắn đưa chi phiếu 150 tỷ cho Thẩm Bích Quân nói là tiền để bảo đảm. Bảo đảm hắn ở trong công ty sẽ làm việc hẳn hỏi. Thẩm Bích Quân còn có thể nói gì chứ? Người ta đã là cổ đông lớn thứ ba. Bản thân có đủ quyền lực quản lý công ty này rồi. Trong tình hình này người ta đảm nhiệm một chức vụ, không chỉ không nói đến chuyện thù lao mà ngược lại còn đưa cho bạn 150 tỷ tiền đặt cọc. Nó tương đương với 5 lần giá trị của cả công ty. Thẩm Bích Quân làm sao còn có thể từ chối. Vì vậy xuất hiện cảnh tượng ngày hôm nay, Chu Minh ở trong công ty tùy ý lựa chọn chức vụ còn Thẩm Bích Quân ở bên phối hợp với hắn. 150 tỷ, ra tay thật hào phóng. Chu Dương chống cằm nói, cảm thấy không thể hiểu được Chu Minh rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Thẩm Bích Quân lại nói một câu, thực ra tôi chọn hợp tác với anh ta không hoàn toàn bởi vì anh ta là kẻ ngốc lắm tiền. Đúng vậy, sau một loạt việc hợp tác này Chu Minh dường như không hề có được lợi ích gì. Lợi ích chỉ là hắn trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty Danh Dương. Nhưng chỉ là thân phận cổ đông, không hề đáng với những gì mà hắn đã bỏ ra. Hắn dường như chỉ biết tiêu tiền và tiêu tiền, đây không phải là kẻ ngốc lắm tiền sao. Người như vậy đi hợp tác với bất kỳ công ty nào đều sẽ không bị từ chối. Thẩm Bích Quân lại nói, mặc dù tên này ngốc nghếch lắm tiền khiến tôi cảm thấy lần hợp tác này không có bất lợi gì nhưng thực tế công ty Danh Dương của chúng ta cũng đang khá ổn định. Nói cách khác mặc dù hắn như vậy nhưng thực tế tôi không quá hứng thú với tiền, cho dù anh ta có thể mua lại 20% cổ phần với giá gấp 5 thì đã sao. Cho dù có bơm một lượng lớn tiền vào công ty chúng ta thì sao chứ? 150 triệu kia nói thẳng ra vẫn là của anh ta, chỉ ở chỗ tôi một khoảng thời gian mà thôi, ảnh hưởng của anh ta đến công ty Danh Dương không quá lớn, hơn nữa còn giống như quả bom hẹn giờ. Tôi lựa chọn hợp tác với anh ta là bởi vì tên của anh ta rất thú vị Chu Minh. Thẩm Bích Quân vừa nói vừa nhìn Chu Dương với vẻ sâu xa, lẽ nào anh không nhận ra sao? Anh xem, hai người đều họ Chu. Hơn nữa tên đều có hai chữ. Chương 1064, đội trưởng đội bảo vệ. Chu Dương chấn động, thầm nghĩ không phải chứ.
Ngay cả cái này mà Thẩm Bích Quân cũng có thể nhìn ra sao? Thực ra cho dù thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, hình như cũng chẳng sao cả, nhưng lúc này Chu Dương vẫn chưa muốn nói thật, anh còn chưa chắc rốt cuộc chuyện giữa mình và Chu gia sẽ giải quyết ra sao. Vì vậy anh quyết định che giấu một thời gian, thế này thì có gì đâu, có rất nhiều người mang họ Chu, người họ Chu có tên hai chữ cũng đẩy ra đấy, chẳng qua là trùng hợp thôi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Chu Dương vẫn hơi chột dạ. Thẩm Bích Quân mỉm cười nhìn anh rồi nói tiếp, nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy hai người các anh trông khá giống nhau nhỉ. Giống à, lần này Chu Dương hơi hoảng hốt, cô hoa mắt rồi. Quả thật là ngoại hình của anh và Chu Minh khá giống nhau. Ban đầu không ai nghĩ đến chuyện hai người họ có mối liên hệ nào là bởi vì khí chất hai người có sự khác biệt quá lớn. Chu Dương trầm tĩnh, nếu ở trong một buổi tụ họp, anh không chủ động nói chuyện, người khác rất khó chú ý đến anh. Nhưng Chu Minh thì khác, hắn quá kiêu ngạo, trong một đám đông, dù hắn không nói gì, chắc chắn cũng vẫn sẽ đứng ở trung tâm của đám đông đó. Bởi vậy, mặc dù Chu Minh và Chu Dương rất giống nhau, cũng không ai nghĩ họ có liên quan đến nhau. Thật không ngờ, Thẩm Bích Quân lại nhìn ra. Như thế này nếu như còn muốn giải thích nữa thì sẽ hơi miễn cưỡng. Cũng không thể nói là tình cờ gặp được. Thẩm Bích Quân đột nhiên cười nói, nhìn anh kìa, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh căng thẳng làm gì. Đương nhiên tôi biết anh và anh ta không có quan hệ gì cả, sự chênh lệch giữa hai người lớn đến vậy. Người ta là cậu ấm tiện tay là có thể quăng ra hơn 100 tỷ, anh thì sao? Phát kiệt sức cũng chỉ kiếm nổi mấy tỷ mà thôi, hai người vốn không cùng một đẳng cấp. Lúc này Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Bên phía Chu Minh có lẽ đã giới thiệu xong về bản thân, sau đó đợi người khác cho hắn ý kiến. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Bích Quân, Thẩm Tổng, tôi cảm thấy, ở trong công ty cô là người có tiếng nói nhất, hay là cô đưa ra ý kiến trước đi, xem thử tôi thích hợp với chức vụ nào. Chu Minh cười nói, Thẩm Bích Quân hơi sửng sốt, cô nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy vô cùng tự nhiên, nếu để tôi nói, thì anh làm phó chủ tịch khá thích hợp. Dẫu sao, anh đến công ty là để học hỏi, ở chức vị phó chủ tịch, có thể bao quát toàn bộ cơ cấu của công ty, đồng thời khi chưa thể đưa ra quyết định chính xác, chê y anh còn có một tổng giám đốc có thể tư vấn, đây chắc chắn là chức vụ giúp tiến bộ nhanh nhất, anh thấy sao? Phó chủ tịch trước đây là một tên khốn nạn, đã từng bắt cóc Thẩm Bích Quân, sau khi tên khốn đó bị sa thải, chức phó chủ tịch của công ty danh dương vẫn luôn bỏ trống. Vì vậy Thẩm Bích Quân mới đưa ra đề nghị này. Sau khi nghe xong, Chu Minh không đồng ý ngay, mà nhìn về phía Chu Dương. Vị tiên sinh này, tôi thấy cậu luôn ngồi cạnh Thẩm Tổng, xem ra cũng là người có địa vị ở công ty, không biết cậu nghĩ sao về chuyện của tôi, Chu Minh cười, nói với Chu Dương. Nét mặt hắn vô cùng tự nhiên, như thể hai người họ thật sự không hề quen biết. Chu Tổng, anh nói xem chuyện này có phải trùng hợp không, người trước mặt anh đây cũng là Chu Tổng, tên là Chu Dương, là cổ đông lớn thứ hai của công ty danh dương chúng tôi, Thẩm Bích Quân vội vàng đứng ra giải thích, hơn nữa, ba sản phẩm hot khi trước của công ty chúng ta, đều do Chu Tổng phụ trách. Ồ, Chu Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, Chu Minh nghe vậy, lập tức đưa tay về phía Chu Dương, Chu Tổng, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu rất lâu rồi. Về phần tôi muốn có một chức vụ ở công ty danh dương, tôi muốn biết cậu nghĩ sao? Cậu thấy tôi thích hợp với vị trí nào? Chu Minh hết sức nhiệt tình nói. Các nhân viên lại xì xào bàn tán, ồn ào khen ngợi Chu Dương quả là khác biệt, lúc Chu Minh đối diện với Thẩm Bích Quân cũng không khách khí đến vậy, nhưng khi đối diện với Chu Dương lại tựa như cậu em trai mang theo thái độ thỉnh giáo. Mọi người thi nhau nhìn Chu Dương, nghĩ xem Chu Dương sẽ sắp xếp chức vụ gì cho Chu Minh. Chu Dương nheo mắt đánh giá Chu Minh một lúc. Anh thật sự rất tò mò, không biết tên này rốt cuộc đang có ý định gì. Thật sự đến đảm nhiệm chức vụ ư? Đây không phải phong cách của đám cậu ấm nhà giàu. Đội trưởng đội bảo vệ, Chu Dương trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói Chu Dương rất bình thản, nhưng khiến mọi người đều sững sờ. Đùa gì thế? Đội trưởng đội bảo vệ. Không nhầm chứ, vị này là Chu Tổng Chu Minh, là kiểu thiếu gia nhà vô cùng có điều kiện, Thẩm Bích Quân nói để hắn giữ chức phó chủ tịch, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Chu Dương lại nói đội trưởng đội bảo vệ là thế nào? Người như vậy có thể đi làm đội trưởng đội bảo vệ sao? Ngay cả Chu Minh cũng ngây người, sững sờ nhìn Chu Dương.
Chu Dương không để ý đến phản ứng của người khác, vẫn nhìn thẳng vào Chu Minh, nói, sao vậy? Chắc là anh đánh nhau rất giỏi nhỉ, tôi cảm thấy vị trí đội trưởng đội bảo vệ này khá phù hợp với anh nghĩ sao? Cái gì chứ, đùa gì thế? Đúng vậy, có phải Chu Tổng cố tình bắt nạt Chu Tổng mới đến này không? Dù sao Chu Tổng mới đến này cũng là cổ đông lớn thứ ba của công ty Danh Dương, cổ đông sao có thể làm bảo vệ được chứ? Mọi người bàn tán sôi nổi, không hiểu vì sao Chu Dương lại quyết định như vậy. Thẩm Bích Quân đứng một bên cũng hứng thú nhìn hai người họ. Chu Minh ngẩn người một lúc, sau đó nhún vai, à, đội trưởng đội bảo vệ à, tôi cảm thấy công việc của đội trưởng đội bảo vệ khá tốt, nhưng có vẻ không phù hợp với mục đích ban đầu của tôi. Tôi đến công ty chủ yếu là để học hỏi, nhưng chức vụ đội trưởng đội bảo vệ này, hiển nhiên là Chu Minh không hề muốn làm đội trưởng đội bảo vệ. Nhưng Chu Dương không để hắn nói hết câu, anh ngắt lời, nếu anh thấy rằng anh là cổ đông, có quyền tự mình tùy ý lựa chọn chức vụ, vậy thì chẳng liên quan gì đến tôi không có ý kiến. Anh muốn để tôi cho anh ý kiến, vậy ý kiến của tôi chính là vị trí đội trưởng đội bảo vệ, bởi vì người như Chu Tổng đây, vị trí cao hơn đi nữa anh đều có thể ngồi vào bất cứ khi nào, muốn trải nghiệm lúc nào thì trải nghiệm lúc đó, muốn học hỏi khi nào thì học hỏi khi ấy. Nhưng ngồi lên vị trí cao, trái lại có một số việc ở tầng thấp nhất mới hiểu rõ được, vì vậy tôi kiến nghị với anh, nếu muốn học hỏi, nên bắt đầu từ cấp thấp nhất. Chương 1065, tôi là em trai. Chu Dương nhìn thẳng vào mắt Chu Minh, lớn tiếng nói. Toàn bộ phòng họp bỗng nhiên chìm vào im lặng. Không ai ngờ, Chu Dương sẽ nói ra những lời này. Như thế này cũng quá bá đạo rồi. Chu Minh rõ ràng là một người giàu có, nói rằng đến công ty chơi bời cũng không quá đáng. Chu Minh vừa nhìn liền biết là một người không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không quan tâm công ty Danh Dương có thể đem đến cho hắn bao nhiêu lợi ích. Chê y thực tế cũng đúng là như vậy, nếu Chu Minh thật sự muốn lợi dụng công ty Danh Dương để kiếm tiền, hắn sẽ không đưa cho Thẩm Bích Quân nhiều tiền đến thế. Hắn còn không rõ đến bao giờ mới hoàn vốn, càng đừng nói là kiếm tiền. Vì vậy, Chu Minh thật sự chỉ đến chơi bời thôi, nhưng Chu Dương lại bảo hắn đi làm đội trưởng đội bảo vệ. Tiêu rồi, anh nói xem Chu Tổng Chu Minh sẽ không náo loạn với Chu Tổng Chu Dương của chúng ta chứ. Không thể hiểu nổi, người như Chu Tổng Chu Minh sao có thể làm đội trưởng đội bảo vệ được, cho dù là đội trưởng đội bảo vệ thì vẫn chỉ là một bảo vệ mà thôi. Mọi người thi nhau nói. Nhưng đúng lúc này, Chu Dương lại lên tiếng. Ồ, tôi chợt nhớ ra, đội trưởng đội bảo vệ có người làm rồi, vì vậy nếu anh mà làm cũng chỉ có thể là đội phó. Nhưng đội phó đội bảo vệ khá tốt, có ý nghĩa tương tự với chức phó chủ tịch mà Thẩm Tổng bảo anh làm, cũng mang đến cho anh nhiều cơ hội thăng tiến, anh thấy sao? Lời nói của Chu Dương khiến phòng họp bùng nổ lần nữa. Cái gì, không cho người ta làm đội trưởng, lại để người ta làm đội phó? Cái này tuyệt đối không phù hợp, Chu Tổng Chu Dương không nên đưa ra yêu cầu như vậy. Địa vị của Chu Dương ở công ty Danh Dương đương nhiên vô cùng cao. Những nhân viên này rất kính trọng anh. Nhưng lần này, dù đám nhân viên luôn kính trọng Chu Dương cũng thấy việc anh làm hơi quá đáng. Có điều Chu Dương hoàn toàn không để ý đến họ, anh chỉ lẳng lặng nhìn Chu Minh, tựa như không nghe thấy bất cứ điều gì. Chu Minh cũng nhìn chằm chằm Chu Dương, không quan tâm đến lời của người khác. Một lúc lâu sau, Chu Minh mới mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu, nói, không hổ là Chu Tổng. Thật trùng hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi luôn muốn có thể đi sâu vào cấp cơ sở, chức vụ tốt nhất chính là đội phó đội bảo vệ rồi. Không ngờ, Chu Tổng lại nói ra tiếng lòng của tôi, được, vậy tôi chọn chức vụ này đi, đội phó đội bảo vệ, Thẩm Tổng, ý cô thế nào? Chu Minh nhìn Thẩm Bích Quân, hỏi. Hả, Thẩm Bích Quân ngơ ngác, hoàn toàn không kịp phản ứng, Chu Minh đồng ý rồi ư. Phản ứng của những người khác không tốt hơn Thẩm Bích Quân là mấy, tất cả đều là dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ. Hừ, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao, Chu Minh này lại đồng ý? Anh ta đồng ý với yêu cầu này sao? Tất cả mọi người, đều thấy tai mình hình như có vấn đề. Lúc này Chu Minh lại hỏi Thẩm Bích Quân lần nữa, Thẩm Tổng, cô có ý kiến gì không? Câu hỏi này thức tỉnh tất cả mọi người, bọn họ mới phản ứng lại, thì ra mọi chuyện đều là thật, Chu Minh thật sự đồng ý với Chu Dương. À, tôi không có ý kiến gì. Thẩm Bích Quân kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Cứ như vậy, chức vụ của Chu Minh đã hoàn toàn được xác định.
chỉ là quá trình này, vi diệu không thể giải thích nổi. Mọi người đều thấy rất khó tin, thậm chí còn tiếc nuối thay cho Chu Minh. Chỉ có hai người Chu Minh và Chu Dương, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu không khí tương đối hài hòa. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Chu Minh nói muốn đi xem xét vị trí công việc của mình, Chu Dương liền đề nghị dẫn đường. Hai người họ rời khỏi phòng họp trong ánh mắt thẫn thờ của mọi người. Sau khi đến chỗ rẽ, Chu Dương đột nhiên túm lấy áo Chu Minh, kéo hắn vào góc cầu thang, đè cổ hắn, hỏi, nói đi, anh đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi, ở đây không chào đón anh, đừng thử đụng đến điểm giới hạn của tôi. Chu Dương nói, anh luôn cảm thấy, chuyện Chu Minh đến công ty danh Dương hoàn toàn không có ý tốt. Chu Minh mỉm cười, lần này khi đối mặt với Chu Dương, hắn lại mất đi sự kiêu ngạo vốn có, vẻ mặt mang theo chút nịnh nọt, đại ca, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đừng vội ra tay, nghe tôi nói, tôi thật sự không đến tìm anh gây chuyện, tôi chỉ đơn giản là muốn đến cạnh anh để học hỏi thôi. Thật sao, Chu Dương nghi ngờ hỏi. Đùa gì vậy, một thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, sẽ vứt bỏ thân phận mà chạy đến học hỏi mình sao? Nhìn ánh mắt của Chu Minh, không có vẻ gì là đang nói dối. Chu Dương nhất thời không đoán được lời hắn nói là thật hay giả. Thật đó đại ca à, anh xem anh mạnh cỡ nào, rõ ràng nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả, quan trọng nhất là anh gia nhập giới võ thuật chỉ mới một năm. Tôi đâu có ngốc mà chọn đối đầu với thiên tài như anh chứ. Cách thông minh nhất, đương nhiên là làm cấp dưới của anh rồi. Ở bên cạnh anh học hỏi nhiều chút, như vậy sẽ được thơm lây, Chu Minh đắc ý nói. Hắn rất tự hào với chỉ số thông minh của mình. Chu Dương hơi cạn lời, đại ca, anh đang thổi phồng tôi đấy à, anh tự hào cái gì? Có điều đây cũng là chuyện bình thường, đối với Chu Minh mà nói, hắn không thể đạt được trình độ tài năng trời cho như Chu Dương được. Khoảng cách giữa hai người, giống như giữa một người bình thường và một thiên tài. Vậy cách làm thông minh nhất của một người bình thường là gì? Chính là nối gót thiên tài. Đối với một người bình thường, đưa ra được quyết định như vậy đã là một loại thành công. Vì vậy lúc này Chu Minh cũng có lý do để tự hào. Chu Dương thấy hơi khó xử, đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc trưởng thành đến nay có người tôn sùng anh đến vậy. Không phải kiểu tôn sùng giống như Tô Vĩ, mặc dù Tô Vĩ tôn sùng anh, nhưng căn bản không hiểu rõ Chu Dương rốt cuộc là người như thế nào. Còn Chu Minh này, vốn dĩ cấp bậc của hắn có thể nói là cao hơn Chu Dương. Một người như vậy khen ngợi giá trị và thành tích của Chu Dương, khiến anh hơi nghi ngờ, mình thật sự xuất sắc đến vậy sao? Anh không hề thấy như vậy. Đáp án rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân tính cách của Chu Dương, bất kể anh có xuất sắc đến đâu, cũng khó có được sự khen ngợi của người khác hoặc là sợ anh, hoặc là coi anh như kẻ thù, luôn xem nhẹ thành công của anh hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân, đây là một thành tích hiếm có. Nhưng khi anh trưởng thành, người phát hiện ra tài hoa của anh sẽ càng lúc càng nhiều. Chương 1066, những hoài nghi xấu. Nói trắng ra, những thành tựu lúc trước của Chu Dương không lớn lắm, hơn nữa những người anh tiếp xúc không giống nhau, cộng thêm tính cách bản thân, nên hoàn toàn không có ai quan tâm Chu Dương thành công như nào. Nhưng vì thành tựu ngày càng lớn, nên càng nhiều người nhận ra, Chu Dương là thiên tài không ai thay thế được. Bây giờ Chu Minh chỉ là mới bắt đầu thôi. Chu Minh thận trọng nhìn Chu Dương, đại ca, anh đừng giận, tôi sẽ không học chùa của anh đâu. Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Chỉ cần anh cho tôi ở lại công ty, chuyện gì của công ty liên quan đến tiền, tôi sẽ lo hết. Lời nói này rất có thành ý. Nhưng Chu Dương không phải người thiếu tiền. Sắc mặt anh hòa hoãn hơn, buông cánh tay đang xách cổ áo Chu Minh ra rồi nói, đó là chuyện của anh. Thật ra trong công ty chỉ cần anh không gây rối, không thu hút sự chú ý của những người quanh tôi, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Mà chẳng phải anh hơn tôi một tuổi sao, theo vai vế tôi còn phải gọi anh một tiếng anh trai, chứ anh không cần gọi tôi là anh. Người này gọi Chu Dương là anh, dù anh cố ý cho qua, giả bộ như không nghe thấy gì, song thực ra trong lòng có cảm giác không tự nhiên lắm. Nói trắng ra, Chu Minh là con trai của bác của Chu Dương, nên nếu trong gia đình bình thường, sẽ là hai anh em máu mủ có quan hệ gần gũi. Một người anh như vậy mà trước mặt mình cứ gọi mình là anh, nên Chu Dương thấy không thoải mái. Song Chu Minh nói, không sao, tôi là em, anh là anh. Tuổi tác không phải thứ có ý nghĩa,
xét theo thực lực, chắc chắn anh là anh của tôi. Thật ra Chu Minh là người như vậy. Nói thẳng là thiếu giáo. Vậy sao trước đây hắn lại kiêu ngạo như thế? Vì chê y đời này, hắn chưa gặp phải đối thủ. Đối thủ này không có ý là không có ai đánh bại được hắn. Mà dù có đánh bại, nhưng tuổi tác lại lớn hơn, bối cảnh thì nhỏ hơn hắn. Hơn nữa, căn bản cũng chẳng có ai dám đánh hắn. Nên Chu Minh mới hình thành cái tính cách cao ngạo, cho mình là bất bại như vậy. Hắn thấy khắp thế giới này, không có ai xứng để lọt vào tầm nhìn của hắn. Nhưng kể từ lần bị Chu Dương dạy dỗ một trận, hắn bỗng nhiên mở một tầm mắt khác về thế giới. Thì ra chê y đời có người như vậy. Thì ra chê y đời có người có thể đánh bại hắn chê y nhiều phương diện như thế. Không chỉ thực lực mạnh hơn, mà tuổi còn nhỏ hơn hắn. Tư chất thông minh bỏ xa hắn cả ngàn dặm. Nếu khăng khăng xét theo bối cảnh, thì người em trai này, dù chê y danh nghĩa là đứa con bị bỏ rơi, nhưng chính Chu Dương mới là người thừa kế thích hợp nhất của Chu gia. Mọi phương diện đều bị đánh bại. Chu Minh cảm nhận được một cảm giác lạ chưa từng có. Loại cảm giác này, khiến người ta thích thú, khác hẳn những người lúc trước cúi đầu trước mặt hắn. Chu Minh mừng rỡ, ngạc nhiên như phát hiện ra một châu lục mới. Đêm hôm đó hắn thao thức cả một buổi tối, không kiềm chế nổi sự ca yêu ta siết động trong lòng, hạ quyết tâm muốn đi theo bên cạnh Chu Dương. Hắn muốn nhìn xem thiên tài đích thực này rốt cuộc có cuộc sống như nào. Tới giờ, Chu Dương đều được người khác coi là thiên tài, nhưng hắn thấy vậy vẫn chưa đủ. Mà mấy người gọi hắn là thiên tài, đều là những kẻ ngu xuẩn như heo. Vì không ai đáng lọt vào tầm mắt hắn, nên hắn mới cao ngạo, xem thường mọi người như vậy. Nhưng Chu Dương không giống thế, anh đánh bại hắn hoàn toàn. Hắn nghĩ rằng bản thân đã tìm được một hướng đi mới. Chu Dương mới đúng là thiên tài. Chu Minh nghĩ vậy. Chỉ là bộ dạng cuồng nhiệt quá của hắn khiến Chu Dương vô thức muốn né tránh. Anh cũng không thích bị một người đàn ông khác sùng bái như vậy. Được rồi, tôi biết anh không phải tới để gây rối, Chu Dương nói. Anh có thể ở lại công ty, làm tốt việc của mình, tôi sẽ không làm khó anh, Chu Dương nói thêm, nhưng đừng gọi anh, sau này chúng ta cứ gọi nhau bằng tên là được. Nói xong, anh đưa Chu Minh đến chỗ Ngưu Xuyên. Bây giờ Ngưu Xuyên là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương. Hơn nữa, cậu ấy cũng đã nghe chuyện của Chu Minh. Sau khi nhìn thấy Chu Dương sắp xếp hắn ở đây thì cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đợi Chu Dương rời đi, Ngưu Xuyên gọi Chu Minh tới phòng làm việc. Người Chu gia ư, Ngưu Xuyên hỏi. Chu Minh gật đầu. Tông sư võ giả sao, Ngưu Xuyên lại hỏi. Chu Minh lại gật đầu. Tới công ty làm gì, Ngưu Xuyên nheo mắt, ánh nhìn sắc bén. À, tôi tới công ty để học tập, chủ yếu là muốn ở bên cạnh anh Dương. Chu Minh suy nghĩ một chút, phát hiện có gì đó không đúng. Chu Minh dù là con nhà giàu, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu. Ngưu Xuyên này có gì đó sai sai. Anh ta chỉ là đội trưởng đội bảo vệ thôi mà. Một đội trưởng nhỏ, sao lại biết Chu gia? Sao lại biết tông sư võ giả? Ánh mắt hắn nheo lại, chợt nhận ra trong cơ thể Ngưu Xuyên cũng đang dâng trào nội lực mạnh mẽ. Tông sư võ giả? Khá lắm. Một công ty Danh Dương nho nhỏ lại đi thuê một người cấp bậc tông sư võ giả làm đội trưởng đội bảo vệ. Đùa gì thế, dù có là cả sản nghiệp của Chu gia, cũng không có khả năng này. Tông sư võ giả đi đâu mà chẳng là khách quý, sao lại cam tâm làm một đội trưởng đội bảo vệ trong một công ty nhỏ như vậy? Hơn nữa, người này khoảng bằng tuổi mình. Điều này đồng nghĩa với, tư chất không chênh lệch là bao. Không, tư chất thậm chí còn cao hơn mình. Dù sao mình cũng là con cháu Chu gia, từ nhỏ được tiếp nhận nhiều tài nguyên phong phú, không phải thứ mà người thường có thể tiếp xúc được. Vậy mà Ngưu Xuyên, trong hoàn cảnh tài nguyên khác nhau, lại đạt tới thành tựu như mình. Đúng là hơi quỷ quái. Chu Minh thấy rằng, Ngưu Xuyên nhất định là ẩn giấu thân phận, mai phục nằm vùng trong công ty Danh Dương, có mục đích không cho ai biết được. Mà Ngưu Xuyên cũng thấy Chu Minh giống thế, có ý đồ xấu không thể nói ra nên mới đến công ty. Chu Dương đưa Chu Minh tới chỗ mình, nên cậu ấy thấy, chắc hẳn là muốn nhờ cậu dạy dỗ tên Chu Minh này thật tốt. Hai người đều mang những hoài nghi xấu về nhau, khiến bầu không khí trong phòng là việc nặng nề hẳn. Nói mục đích của anh đi, hai người họ đồng thanh. Hả, đánh đòn phủ đầu à? Thú vị đấy, họ tiếp tục đồng thanh.
Được, đã vậy, không lằng nhằng nữa, ra tay luôn đi, hai người họ lại cùng lúc lên tiếng. Nói xong, ánh mắt họ giao nhau tại một chỗ, sau đó cùng gầm một tiếng, rồi lao vào giao đấu. Không biết có phải vì còn dè chừng nhau, mà hai người họ đều không phát huy hết nội lực, nên không gây ra động tĩnh gì lớn. Chương 1067, kỳ quái đến đáng sợ. Chu Dương rời khỏi chỗ Ngưu Xuyên được một lúc rồi, nên anh hoàn toàn không biết chuyện ở dưới tầng Ngưu Xuyên chiến đấu với Chu Minh. Những người khác cũng không biết, vì người bình thường nếu không có việc gì thì sẽ không tới phòng làm việc của đội trưởng đội bảo vệ. Hai người họ, có vẻ cũng rất ăn ý với nhau, chỉ dùng quyền cước đấm đá. Họ tấn công nhau dồn dập nhưng không gây ra động tĩnh gì lớn. Bên ngoài nhìn vào, trông có vẻ công ty vẫn rất bình thường. Lúc này, ở cửa công ty, một đám côn đồ bỗng nhiên xuất hiện. Đám côn đồ này ồn ào huyên náo, vì nguyên nhân gì thì không nói ra, chỉ bảo nếu Thẩm Bích Quân không ra gặp thì bọn hắn sẽ đập nát công ty Danh Dương. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Họ nhanh chóng xuống tầng, thấy đống lộn xộn trong đại sảnh. Mau bảo Thẩm Tổng các người ra đây. Thẩm Tổng các người đáng giá vậy sao? Nói cho các người biết, bọn tôi là khách hàng, mà khách hàng là Thượng Đế, bọn này là Thượng Đế của các người. Mau bảo Thẩm Tổng các người ra phục vụ Thượng Đế chúng tôi, mấy tên côn đồ đắc ý nói. Chu Dương nhíu mày, hiển nhiên mấy tên côn đồ kia tới đây để gây tối. Nhưng bảo vệ lúc này làm gì vậy? Bảo vệ bình thường đã bị đám côn đồ này đánh gục rồi, điều này Chu Dương từng chứng kiến. Nhưng còn Ngưu Xuyên và Chu Minh, hai người họ đang làm gì? Sao để mặc cho đám côn đồ này gây hỗn loạn? Đội trưởng Ngưu Xuyên của các anh đâu? Chu Dương cầm chiếc mũ của một người bảo vệ bị đánh rơi lên. Đội trưởng Ngưu Xuyên đang trong phòng làm việc thương lượng chuyện gì lớn với đội phó Chu Minh, bảo chúng tôi trời sập cũng không được lên quấy rầy, người bảo vệ yếu ớt đáp. Ngưu Xuyên định giở trò gì vậy? Chu Dương nhíu mày, song không có ý trách phạt Ngưu Xuyên. Dù sao cậu ấy cũng là một trong những người anh em tốt nhất của anh, nên Chu Dương tin, Ngưu Xuyên hẳn có lý do riêng. Vậy thì, chuyện này phải tự mình giải quyết. Anh và Thẩm Bích Quân cùng ra ngoài. Chu Dương nở nụ cười nhìn mấy tên côn đồ, khoan đã, tôi là Chu Dương, người phụ trách dự án của công ty Danh Dương. Người bên cạnh đây là người mấy anh cần tìm, Thẩm Tổng. Xin hỏi, lý do các anh gây chuyện ở công ty chúng tôi là gì? Các anh muốn gặp Thẩm Tổng, giờ cô ấy xuống rồi. Nếu không đưa ra lý do thuyết phục, tôi sẽ khiến các anh hối hận. Khóe miệng Chu Dương nở nụ cười tàn nhẫn. Hừ, nghe có vẻ người này đang đe dọa chúng ta sao? Một tên côn đồ lớn tiếng nói với đồng bọn, tất cả đám đều bật cười. Làm sếp nên ham dọa ghê quá, tên côn đồ kia quay đầu lại, trợn mắt nhìn Chu Dương, cũng không tự nhìn xem tình hình công ty các anh bây giờ thế nào. Bảo vệ của các anh chẳng có ai làm ăn được gì, đều bị bọn này đánh tả tơi, sao nào, có muốn thêm một người nữa ngã gục không? Chu Dương lắc đầu cười, chuyện đánh nhau chúng ta sẽ bàn sau, trước tiên hãy nói lý do các anh gây chuyện ở đây đã. Đương nhiên Chu Dương có thể giết chết đám côn đồ này chỉ trong một giây, nhưng đây là công ty nên anh không thể làm vậy, chỉ có thể khiến những tên này lộ ra sơ hở. Tên côn đồ kia cười khẩy, ha ha, có vẻ là sợ hả? Không dám đánh nhau thì cứ nói thẳng, còn giả bộ làm gì? Lý do, đương nhiên ông đây có. Tên côn đồ nháy mắt với đồng bọn, lập tức mấy tên côn đồ kia lao lên. Mấy chục người đứng lúc nhúc trước mặt Chu Dương, sau đó chê y tay ai nấy đều là sản phẩm mặt nạ của công ty Danh Dương. Mấy chục anh em chúng tôi, trước giờ đều dùng sản phẩm của công ty Danh Dương, nhưng da chúng tôi không có cải thiện gì tốt. Có phải công ty Danh Dương các anh nên đưa ra câu trả lời hợp lý cho chuyện này không? Nhất là Thẩm Tổng, trước đây cô ta người phát ngôn cho sản phẩm công ty các anh. Chúng tôi cũng vì tin tưởng cô ta nên mới mua, vậy mà bây giờ chẳng có tác dụng gì. Các anh có phải nên bồi thường chúng tôi một chút không? Tên côn đồ kia thẳng thắn nói. Đây xem ra là một lý do tốt để gây phiền phức. Trước đây công ty Danh Dương cùng từng gặp nhiều rắc rối như vậy. Đơn giản là một đám người chạy tới nói sản phẩm của công ty Danh Dương gây hại lên da. Có một lần, trở thành phiền phức thật sự với công ty, cuối cùng Chu Dương phải mời ra sở giám định Chu Thị, chứng minh sản phẩm của công ty Danh Dương không hề gây hại với cơ thể mới giải quyết xong chuyện. Nhưng bọn côn đồ hôm nay tới, không nói sản phẩm công ty có hại,
chỉ nói không hiệu quả, chuyện này rất khó giải quyết. Tình huống như vậy có đưa ra sở giám định cũng vô dụng, dù sao mặt nạ không phải linh đan thần dược gì, chỉ là sản phẩm bổ sung dưỡng chất cho da. Đám người này khăng khăng dùng sản phẩm không thấy hiệu quả, thử hỏi nên làm sao? Quý khách, nếu mặt nạ của chúng tôi không có tác dụng, thì sau này các anh đừng mua nữa là được, Chu Dương tức giận nói, căn cứ theo quy định của ngành mỹ phẩm, chỉ cần không gây tổn hại lên da thì chúng tôi sẽ không phải bồi thường. Vậy mà anh đánh trọng thương người chúng tôi, chuyện này có phải các anh nên giải thích không? Hả, còn bắt bọn tôi giải thích với anh, đùa gì vậy? Vì Thẩm tổng phát ngôn cho sản phẩm mới nên chúng tôi mới mua. Các anh lừa dối, gây tổn hại đến lòng tin của chúng tôi, phải bồi thường đấy, rõ chưa? Tên côn đồ kia đảo cặp mắt cá chết của mình, rõ ràng heo chết không sợ nước sôi. Tức là, hôm nay các anh cố tình muốn gây sự đúng không? Chu Dương thầm siết chặt tay thành quả đấm. Đúng, chúng tôi muốn cố tình gây sự thì anh định làm gì? Đánh tôi à? Tên côn đồ kia còn chủ động nghênh mặt thách thức. Được, vậy tôi giúp anh toại nguyện, Chu Dương thấy mình không nhịn nổi nữa. Nhưng Thẩm Bích Quân kéo anh lại, Chu Dương, không được. Thẩm Bích Quân lắc đầu nhìn anh, nếu Chu Dương ra tay là sẽ mắc ngay bẫy của bọn người kia. Chu Dương dĩ nhiên đã biết đây là cái bẫy, nhưng lúc này không ra tay thì còn lúc nào, chẳng nhẽ cứ mặc bọn họ ở đây làm loạn sao. Lúc này, vách tường bên cạnh đột nhiên nổ vỡ. Hai bóng người lao ra cùng với lớp bụi do bức tường sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng lao vào đánh nhau. Tất cả những người ở đó ai cũng ngây ra, hai người này là người sao? Mỗi khi nắm đấm hai người họ chạm nhau đều tạo ra tiếng động vang dội. Đồng thời, lúc Chu Minh đánh tới, Ngưu Xuyên lại xoay người sang bên cạnh để tránh. Chiếc bàn uống trà làm từ cẩm thạch trong phòng khách, lúc này bị Chu Minh đánh cho vỡ nát. Một quyền đánh vỡ bàn uống trà bằng cẩm thạch, hai người họ rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chương 1068, tôi đã cho các anh đi chưa? Chuyện xảy ra bất ngờ khiến ai trong sảnh cũng sợ ngây người. Nhất là mấy tên côn đồ gây chuyện kia, ánh mắt cũng chăm chú. Hai người đang đánh nhau kia là ai? Sao ra tay tàn ác vậy? Dù cách bọn họ tới mười mấy mét, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được sức lực mạnh mẽ. Giả như bọn họ lĩnh trọn quả đấm như vậy, hậu quả chắc chắn là không tưởng tượng nổi. Lúc này, Chu Dương nhíu mày. Cái quái gì vậy, sao hai người kia lại đánh nhau? Nói đánh là đánh, đây là đại sảnh của công ty, còn ra thể thống gì nữa? Để cho nhiều người thấy cảnh tượng ngoạn mục như này, sẽ dễ dàng trở thành từ khóa tìm kiếm nổi bật. Chu Dương lập tức quát lớn, hai người làm gì vậy? Còn không mau dừng tay cho tôi. Nhưng Ngưu Xuyên và Chu Minh như thể không nghe thấy gì. Không phải bọn họ giả vờ không nghe thấy lời Chu Dương, mà thật sự không nghe được. Đơn giản là vì bây giờ bọn họ dồn cả nhiệt huyết và tinh thần chăm chú vào việc chiến đấu. Đối với cao thủ mà nói, thời điểm đến mức độ như này, đầu óc sẽ tự động lảng đi những thanh âm bên ngoài để tránh bị phân tâm. Nếu không, bọn họ đã không biết giờ đã đánh đến sảnh chính, hoàn toàn không có ý định thu tay dừng lại. Thậm chí còn không nhận ra tình cảnh đánh nhau đã thay đổi. Lúc đầu, bọn họ chỉ nghi ngờ đối phương, không dùng hết nội lực, đơn thuần dùng thể thuật đánh nhau. Nhưng thời gian thay đổi, cả hai kinh ngạc nhận ra, thực lực hai bên không phân cao thấp. Với cao thủ, điều gì khó nhất, đối thủ là khó nhất. Mạnh hơn hay yếu hơn, nói trắng ra đó không phải là đối thủ. Đánh với người mạnh hơn thì sẽ không phục, nghĩ cách muốn vượt qua, hoặc buộc phải thừa nhận, tại thời điểm này, mình không xứng là đối thủ của người ta. Lắm tiền khó mua được một tri kỷ, còn với cao thủ, thì lắm tiền không mua được một đối thủ. Dù là Chu Minh hay Ngưu Xuyên, khi hai bên đánh nhau, ánh mắt họ ngầm xác nhận đây là đối thủ mà mình tìm kiếm. Hai người họ nhanh chóng sục sôi nhiệt huyết, một sự hưng phấn chưa từng có dâng trào lên, nên trong thời gian ngắn, cả hai đều từ bỏ nguyên nhân tại sao lại đánh nhau. Bây giờ bọn họ đúng là đánh nhau đơn thuần vì muốn đánh. Chính vì vậy, bọn họ cùng tiến vào cảnh giới quên đi bản thân, đánh vỡ tường phòng làm việc, vọt vào tận sảnh chính. Thậm chí, khi Chu Dương bảo bọn họ dừng tay, họ cũng không nghe thấy. Làm sao đây, Thẩm Bích Quân là người đầu tiên kịp phản ứng, cô sốt ruột nói. Cô cũng chưa từng thấy cảnh tượng nổ tanh bành như vậy. Hai tông sư võ giả đánh nhau đấy, đừng bảo là Thẩm Bích Quân, đến cả tộc trưởng mấy gia tộc hạng nhất như Tô gia,
Tôn gia cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Những người khác đến giờ vẫn bàng hoàng, đầu óc chết lặng. Hai người này là ai? Bọn họ có phải người không? Sao con người lại có sức mạnh như vậy? Mọi thứ này là thật hay là giả? Thẩm Bích Quân phản ứng lại, hơn nữa cô cũng ý thức được, trong công ty mình phát sinh nhiều chuyện mà người thường không giải thích được. Tiếp tục như này thật sự không được, thời gian kéo dài có thể sẽ gây ảnh hưởng quá lớn. Đúng lúc cô đang không có cách gì, một bóng người vượt lên, lao vào vòng chiến đấu của Chu Minh và Ngưu Xuyên. Mọi người bàn tán xôn xao, không ai ngờ, tình hình thế này mà vẫn có người dám tham gia vào trận đấu đó. Điên rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem đó là ai, thì trận đấu bỗng nhiên dừng lại. Làn khói biến mất, bóng dáng Chu Dương hiện ra giữa Chu Minh và Ngưu Xuyên. Hai người họ bị anh dùng tay trái tay phải nhấc bổng lên. Trong nháy mắt đã xử lý xong hai người vừa đánh nhau. Đây có phải là bom tấn võ công, hay là bom tấn khoa học viễn tưởng? Đã bảo hai người đừng có chơi ảo thuật với nhau, rất dễ xảy ra chuyện. Giờ nhìn xem, xảy ra chuyện gì rồi, Chu Dương lớn giọng khiển trách. Chơi ảo thuật, mọi người sững sờ. Lúc này Ngưu Xuyên và Chu Minh cũng kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi, anh Dương, không cẩn thận nên chơi quá đà. Thả Ngưu Xuyên và Chu Minh xuống đất, Chu Dương nhìn họ với ánh mắt chờ đấy cho tôi, rồi đi về phía mọi người. Ha ha, mọi người đừng sợ, đây là hai đội trưởng đội bảo vệ chúng tôi. Bọn họ rất am hiểu ảo thuật, mấy chuyện vừa nãy đều là vài thủ thuật che mắt mà thôi, đều là giả cả. Là do thời điểm để bọn họ nghiên cứu ảo thuật nên bị chút tẩu hỏa nhập ma, mọi người đừng bận tâm. Dù Chu Dương nói vậy, nhưng thực tế chẳng có mấy người tin. Bọn họ đâu phải kẻ ngu. Lớn như này cũng chưa từng nghe nói tới nhà ảo thuật nào như này. Nhưng chứng kiến sức chiến đấu của Ngưu Xuyên và Chu Minh vừa rồi. À phải rồi, còn có Chu Dương, chỉ trong nháy mắt đã thuần phục được hai con quái vật mới là người kinh khủng hơn. Thấy thực lực ba người họ như vậy, dù đa số ai cũng biết Chu Dương đang nói vớ vẩn, nhưng không ai dám vạch trần. Chu Dương đi tới trước mặt đám côn đồ, mỉm cười nói lại lần nữa, vừa nãy anh nói gì nhỉ? Anh nói anh muốn tranh cãi vô lý đúng không? Anh nói công ty danh Dương chúng tôi không có ai có thể đánh người đúng không? Anh còn bảo, nếu tôi thấy anh chướng mắt thì có thể đánh anh đúng không? Chu Dương nói hết lại những vấn đề vừa nãy. Lần này, tên côn đồ kia không dám phách lối. Còn dám sao, không thấy hai đội trưởng đội bảo vệ của công ty người ta à? Một quyền đã đủ để khiến bàn uống trà cẩm thạch vỡ nát. Dù cứng rắn đến đâu, có cứng được như cái bàn trà không? Tên côn đồ dẫn đầu kia nuốt nước bọt, Lý Nhí nói, ha ha, tôi đùa thôi. Đùa thôi, Chu Dương khẽ cười, vừa rồi không phải anh nói muốn cãi nhau vô lý sao? Giờ không định làm thế nữa à? Ha ha, không, không, chúng tôi chỉ muốn đùa giỡn chút xíu thôi, tên côn đồ kia cười gượng gạo, sau đó nhìn Chu Minh và Ngưu Xuyên nói, vừa nãy ảo thuật của công ty hai anh nhìn rất đẹp mắt. Nhưng không cần bất thình lình biểu diễn vậy đâu, lần sau trước khi trình diễn hãy nói trước một tiếng, nếu không sẽ dọa mọi người mất. Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi xin phép ra về, tên côn đồ kia vừa nói vừa muốn chạy ngay ra ngoài. Gây chuyện trong một công ty như vậy, đúng là vớ vẩn. Lúc này còn không chạy, định chờ sang năm mới chạy sao? Nhưng Chu Dương gọi hắn lại, đứng lại, tôi đã cho các anh đi chưa? Chương 1069, làm ảo thuật. Làm loạn xong chạy, chê y đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bóng người Chu Dương thoát cái đã xuất hiện ở trước mặt mấy tên côn đồ. Anh không để ý chuyện thực lực bị bại lộ, dù sao cũng vừa mới lộ rồi, lúc xông về phía Chu Minh và Ngưu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn bây giờ. Mọi người vừa thấy hoa mắt một cái, đã thấy Chu Dương chặn trước mặt bọn côn đồ. Tôi bảo, các anh cứ đi như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ không? Chu Dương mỉm cười hỏi, nếu đến rồi mà không nói thẳng ra, thì có vẻ không phù hợp lắm. Anh muốn làm gì? Tên cầm đầu nôn nóng hỏi. Tôi không muốn làm gì, Chu Dương đưa một tay khoác lên bả vai hắn, rất đơn giản, chỉ cần anh nói người đứng xúi giục việc này là ai, gọi điện thoại bảo người đó đến đây là được. Nếu không thì, tôi sẽ để các anh chứng kiến lại màn ảo thuật vừa nãy mà hai đội trưởng đội bảo vệ biểu diễn. Vừa nghe thấy Chu Dương muốn cho bọn họ xem ảo thuật, mặt tên côn đồ bóng tối sầm lại.
Nhưng hắn cắn răng nói, tôi không biết anh đang nói gì, không có ai xúi giục chúng tôi cả. Nhưng tôi nghĩ anh không nên động tay động chân với chúng tôi, chỗ này nhiều người nhìn như vậy. Màn ảo thuật vừa nãy, dù tôi không làm được, nhưng tôi không tin anh dám giết chết chúng tôi trước mặt nhiều người thế này. Tên côn đồ nghiến răng nghiến lợi nói. Dĩ nhiên hắn biết màn ảo thuật Chu Dương nói tới là một đòn hiểm. Có thể hắn không tin Chu Dương dám để cao thủ như Chu Minh và Ngưu Xuyên ra tay với hắn trước mặt mọi người. Chỉ cần ra tay, hắn sẽ nằm dưới đất không đứng lên, để Chu Minh và Ngưu Xuyên quỳ xuống xin hắn đừng chết. Hắn chắc chắn, một quyền hắn cũng không gánh nổi. Tôi không tin tôi yếu như vậy, mà anh còn dám để người mạnh mẽ như thế ra tay với tôi. Nhưng Chu Dương không hề để ý đến hắn, anh ra lệnh cho Ngưu Xuyên. Xuyên tử, ra tay đi. Cho anh bạn đẹp trai đây trải nghiệm đặc biệt một chút. Vâng, anh Dương, Ngưu Xuyên cười khẩy rồi bò dậy. Vừa rồi bản thân cậu gây chuyện, không biết nên chuộc lỗi thế nào, thì giờ đúng lúc lại có cơ hội để biểu hiện. Mọi người, tôi là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương, nghề tay trái là biểu diễn xiếc và một chút thủ phép ảo thuật. Tiếp theo, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem, thế nào là ảo thuật chân chính. Cậu tóm lấy cánh tay tên côn đồ rồi bất ngờ vung ra phía sau. Cánh tay của tên côn đồ tạo thành một góc mà không ai tưởng tượng nổi, bị bẻ cứng ra sau lưng. Lúc này, tên côn đồ kêu lên một tiếng thảm thiết. Đừng kêu, đều là giả, là ảo thuật thôi, Ngưu Xuyên vỗ đầu tên côn đồ, tỏ ý trấn an hắn ta, sau đó cậu dùng lực đè mạnh lên cánh tay hắn rồi thẳng tay bẻ gãy. Thử tự nhúc nhích chút xem. Có phải giờ không có vấn đề gì rồi không? Ngưu Xuyên nói với tên côn đồ. Tên côn đồ thử cử động, thật sự không có chuyện gì sao? Chẳng nhẽ đây là ảo thuật thật? Cơn đau hắn cảm nhận vừa rồi, trong chớp mắt đã cảm thấy chỉ như ảo giác. Mọi người thấy phản ứng của tên côn đồ, vỗ tay ríu rít, thậm chí còn hoài nghi có khi nào Ngưu Xuyên thật sự đang biểu diễn ảo thuật. Lúc này, Ngưu Xuyên lại đè đầu tên côn đồ, ép hắn ngồi xổm xuống. Sau đó thu gọn tay chân hắn lại, co tròn khiến cả người hắn trông như một quả bóng. Màn biểu diễn này thật quỷ dị, sự dẻo dai của con người đúng là vô hạn, có thể uốn thành một quả bóng. Đó là đang nói về người có cơ thể dẻo dai linh hoạt, ví như kiểu các thầy dạy yoga. Tên côn đồ này rõ ràng không hề dẻo dai, mọi người thậm chí còn nghe được tiếng gãy xương, rồi tiếng hắn kêu gào như heo chọc tiết càng lúc càng lớn. Nhưng Ngưu Xuyên lại nói như thể chẳng có vấn đề gì, mọi người không cần lo lắng, đây cũng là ảo thuật. Thật ra anh ta chẳng sao cả. Ngưu Xuyên vừa nói, vừa đấm hắn thêm vài cú, lúc này tiếng hét của hắn dừng hẳn. Nhìn xem, tôi bảo không sao mà. Ngưu Xuyên một cước đá thẳng vào quả bóng người đó, khiến tên côn đồ bay ra ngoài. Mọi người lại vỗ tay. Xuất sắc quá, thì ra có loại ảo thuật như vậy. Trong hoàn cảnh không có bất kỳ đồ nghề biểu diễn gì, ảo thuật gia vẫn có thể mượn người qua đường để làm ảo thuật, quả là thần kỳ. Nhưng với tên côn đồ kia, hắn đau đớn đến không thốt nên lời. Lúc đầu, khi Ngưu Xuyên bẻ cong tay hắn, sau đó lại bẻ ngược nó lại một lần nữa, điều này hắn thừa nhận. Nhưng lần thứ hai, hắn đảm bảo mình bị bẻ gãy xương. Thậm chí là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đối phương như thể đã điểm huyệt câm của hắn. Khiến hắn muốn kêu gào cũng không thể. Lúc đó, hắn lại bị đá thẳng ra ngoài. Được rồi, màn ảo thuật hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán, Chu Dương đi ra giải tán mọi người, chỉ tay vào những tên côn đồ kia rồi nói, các người nói sao, muốn tự đi, hay muốn nhận thù lao biểu diễn ảo thuật. Trừ tên côn đồ vừa nãy, Chu Dương không làm khó mấy tên côn đồ bình thường này. Những người này chỉ là rác rưởi thấp kém. Giao tiếp với bọn họ chỉ là việc lãng phí thời gian. Anh chỉ cần bắt tên côn đồ đầu sỏ, sau đó hỏi người đứng chỉ điểm thực sự là ai, vậy là đủ. Về phần bọn côn đồ này, anh tin rằng chúng cũng không khá hơn. Tên đầu sỏ bị anh dạy dỗ xong, hắn sẽ quay về rồi chút giận lên đầu mấy tên côn đồ còn lại. Thế giới vốn là như vậy mà. Những tên côn đồ kia quả nhiên không dám ở lại, nhao nhao chạy đi. Chu Dương về phòng làm việc của Ngưu Xuyên, ở trong đây đang có một quả bóng người nằm im lặng. Quả bóng người này chính là tên côn đồ cầm đầu, mà vừa Ngưu Xuyên dùng một cước đá thắng hắn đến đây. Chu Dương gỡ hắn ra, cho hắn nằm thẳng trên y mặt đất, rồi giải huyệt câm của hắn. Tên côn đồ cầm đầu sau khi được giải huyệt liền muốn hét lên thật lớn.
có thể vì những đau đớn tủi nhục được giải phóng, hoặc là hắn muốn kêu cứu. Tóm lại, phản ứng đầu tiên của hắn lúc này là hét lên chói tai. Chu Dương cũng không xử lý hắn ngay, anh chỉ lặng lặng ngồi chê y người hắn, tỏa ra một nguồn năng lượng vô hình, bao phủ toàn bộ phòng làm việc. Bất kỳ âm thanh nào trong phòng cũng không truyền được ra ngoài. Tên côn đồ cầm đầu nằm dưới đất cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề này. Âm thanh hắn phát ra, lúc đầu có thể nghe rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng cảm nhận rõ được, âm thanh của hắn không vượt qua được căn phòng này, khi đạt tới mép tường là sẽ bị một thứ năng lượng vô hình hấp thụ. Hắn nhìn ngay về phía Chu Dương. Chu Dương khẽ mỉm cười, đừng nhìn tôi như vậy, chúng tôi biết làm ảo thuật mà. Chương 1070, cho ông một đấm. Tôi thấy anh là người thông minh, bây giờ có lẽ anh hiểu rõ nên lựa chọn thế nào, Chu Dương cười tít mắt nói. Ý của anh rất rõ ràng. Anh có thể lựa chọn phản đối, tùy anh thôi, dù sao chúng tôi không quan tâm, anh muốn đánh người cũng được, muốn kêu cứu cũng được, toàn bộ theo ý của anh. Chỉ cần anh có thể làm được. Hơn nữa Chu Dương chọn một câu nói rất khôn ngoan, tôi nghĩ anh là một người thông minh. Chính sự ca iota sẽ động trong câu nói này làm cho tên cầm đầu đám côn đồ loại bỏ tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng. Ai không muốn làm một người thông minh, không phải không có tâm huyết, chỉ vì tôi thông minh hơn. Thật ra điều này thường xảy ra. Người có nhân phẩm thối nát, đều tồn tại sự cứng rắn và niềm tự hào cuối cùng ở sâu trong xương cốt. Ví dụ bạn bắt được một tên cặn bã, nếu bạn sỉ nhục nhân cách của hắn, ngược lại có thể khơi dậy lòng tự trọng nhỏ nhoi cuối cùng của hắn lúc sắp mất đi tính mạng. Hắn không cần mạng sống vì để bảo vệ niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi cuối cùng của mình. Chuyện này rất thường thấy, người ta gọi tình huống này một cách vui tai chính là con chim sắp chết, cất tiếng bi thương, con người sắp chết thường nói lời hay. Ý nghĩa là cả đời làm chuyện xấu, là một người vô liêm sỉ, lúc sắp chết thì giữ thái độ chuộc tội, hoặc nhớ lại mình từng là một thiếu niên lông bông và tốt bụng. Vì bảo vệ niềm tự kiêu cuối cùng mà lựa chọn liều mạng. Cho nên, để tránh chuyện này xảy ra, cho dù lúc đối diện với tên cặn bã rất rác rưởi cũng không cần cố ý cai iota siết động lòng tự cao của hắn. Sư tử vồ thỏ, vẫn cần dùng hết sức lực, tình huống trước mắt khá giống vậy. Anh hoàn toàn có thể không cần nói thẳng với tên cầm đầu đám côn đồ này, ép buộc hắn nói ra người xúi dục sau lưng, nhưng trong tình huống này, nếu tên cầm đầu côn đồ cảm thấy không sống được, sẽ khơi dậy chút tâm huyết nhỏ cuối cùng, thà chết cũng không đồng ý phản bội người xúi dục sau lưng thì làm thế nào. Như vậy, Chu Dương sẽ không vui vì mục đích cuối cùng của anh không phải là tên cầm đầu, mà mục đích thật sự của anh là kẻ đứng đằng sau. Chỉ có thể bắt kẻ đằng sau ra mới có thể khiến anh hứng thú. Cho nên Chu Dương mới từ bỏ việc trừng phạt tên cầm đầu, càng tăng thêm áp lực cho hắn, đồng thời cho hắn một sự chọn lựa thông minh. Tên cầm đầu dường như không có bất kỳ do dự dưới sự dẫn dắt của Chu Dương, liền lấy điện thoại của mình ra. Tôi có thể nói thật, người sai tôi đến gây rắc rối cho các anh là Lý Tổng Lý Trường Hà. Tên cầm đầu nói, bây giờ tôi gọi ông ta qua đây, nhưng sau khi tôi gọi xong thì các anh có thể bảo đảm sự an toàn của tôi chứ? Tên cầm đầu hỏi, tại sao hắn vứt bỏ nguyên tắc của bản thân mà phản bội Lý Trường Hà? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn sống. Nếu Chu Dương không cho hắn hy vọng sống sót, vậy hắn có thể không muốn phản bội. Chu Dương lại lắc đầu, xin lỗi, chúng tôi có thể không có thời gian để ý đến anh, cũng sẽ không dồn hết tâm trí để bảo vệ sự an toàn của anh. Sắc mặt của tên cầm đầu hiện lên sự thất vọng, vừa muốn nói nếu như vậy thì tôi không thể gọi điện thoại cho Lý Tổng, các người tự đi mà tìm. Lời này chưa nói ra, Chu Dương lại tiếp tục nói, nhưng tôi có thể bảo đảm, sau khi anh gọi Lý Trường Hà qua đây. Có lẽ ông ta cũng rất bận, không có thời gian quan tâm đến anh đâu. Lý Trường Hà. Chu Dương có ấn tượng với người này. Lần trước tổ chức cuộc hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm thành phố Đông Hải, tên Lý Tổng đã thông đồng với bảo vệ của khách sạn Huy Hoàng cố ý làm mất mặt anh. Lần đó Chu Dương đá ông ta ra ngoài, có thể nói một cú đá thẳng ông ta ra khỏi ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải. Chu Dương có thể tưởng tượng bây giờ công ty của Lý Tổng đã phá sản. Cho nên ông ta rất hận anh, tìm đám côn đồ gây rắc rối cho anh, nghĩ đến đây Chu Dương cũng thấy dễ hiểu hơn. Hiểu là hiểu, nhưng cái giá thì vẫn phải trả. Giống như những tử tù cũng muốn vượt ngục. Nói trắng ra, tìm cách sống sót chứ không ai muốn chết, mọi người đều có thể hiểu được chuyện này đúng không? Nhưng biết thì biết vậy,
xử bắn cũng phải xử bắn là cùng một chuyện. Tôi có thể hiểu anh làm như vậy là có nguyên nhân, nhưng tôi không chấp nhận cách làm của anh. Dù sao tôi hiểu được cảm nhận của anh, có phải anh cũng hiểu được cảm nhận của tôi phải không? Ánh mắt của tên cầm đầu sáng rực, lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Chu Dương, hắn gọi điện ngay cho Lý Trường Hà. Lý Tổng, ông mau đến công ty Danh Dương một chuyến, tên cầm đầu nói rất tự tin, nhóm người của Thẩm Tổng sắp quỳ xuống chân tôi, bây giờ muốn tôi nói ra yêu cầu. Nhưng tôi thật sự không biết phải đưa ra yêu cầu gì, hay là ông qua đây xem, tên cầm đầu côn đồ nói cứ như thật. Tên này thật sự là nhân tài trong việc lừa gạt người khác. Chu Dương giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lý Trường Hà bên kia nghe xong liền ca yêu ta xiết động. Ồ, có chuyện tốt vậy sao? Thẩm Bích Quân sợ hãi như vậy. Quả nhiên cách này của mình lại có ích. Lý Trường Hà tự hào về sự thông minh của mình, thật ra lúc ông ta vừa sử dụng cách này liền nghĩ rằng, có khi nào Thẩm Bích Quân sẽ nhận sai và xin tha thứ không? Vì nếu ông ta là Thẩm Bích Quân khi đối diện với tình huống này, dường như cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Đánh cũng không được, nếu không đánh thì sự việc càng ồn ào, càng ảnh hưởng lớn đến công ty. Cho dù anh báo cảnh sát, nhưng những người này cũng không phạm tội gì lớn, bị bắt vài giờ đồng hồ lại thả ra rồi tiếp tục gây rắc rối cho anh. Chỉ hỏi anh có sợ không? Cách này là một đòn chí mạng trong ngành tiếp thị truyền miệng. Cho nên Lý Trường Hà sớm biết sẽ có kết quả, nhưng ông ta không ngờ rằng kết quả này đến đường đột như vậy. Quá tuyệt vời. Được, tôi đến ngay, cậu nói Thẩm Bích Quân đợi tôi, Lý Trường Hà đồng ý, vội vàng chạy qua. Còn bên này, Chu Dương tha hồ chỉ đạo người khác dọn dẹp sảnh lớn, sau đó hai người Chu Minh và Ngưu Xuyên cùng mình đưa tên cầm đầu đến cửa đợi Lý Trường Hà. Sau khoảng hơn 20 phút, một chiếc Lamborghini đậu trước cửa công ty Danh Dương. Lý Trường Hà nhảy ra khỏi xe, sau đó hung hăng đi vào. Lúc đến cửa, ông ta đột nhiên nhìn thấy bốn người đang đứng dàn hàng trước cửa công ty. Ông ta hơi sững sờ, sau đó cười lớn, ha ha, đây chẳng phải là Chu Tổng sao? Chu Dương, cậu đang kiêu ngạo với tôi sao? Lần trước chẳng phải cậu rất ngang ngược à? Còn để Hổ Gia ra mặt làm chứng cho cậu. Thế nào, bây giờ cậu chẳng phải ngoan ngoãn đứng đợi tôi ở cửa sao? Lý Trường Hà rất đắc ý, vì trong tiềm thức của ông ta vẫn cho rằng Chu Dương đến đón ông ta. Nhưng Chu Dương lại khẽ cười, không nói gì, liếc nhìn tên cầm đầu. Trước đó Ngưu Xuyên thật sự đã làm gãy toàn bộ xương của hắn, nhưng Chu Dương vừa nãy đã cấu kết với hắn. Mục đích là để tên cầm đầu đánh Lý Trường Hà một trận ở cửa công ty, sau đó đưa vào trong. Dù sao, thân phận của Chu Dương không thể ra tay với Lý Trường Hà trước cửa công ty. Cho nên, anh nhìn tên cầm đầu. Lý Trường Hà cũng quan sát hắn, có lẽ còn muốn khen hắn một câu. Nhưng tên cầm đầu nhanh chóng tung nắm đấm vào ông ta. Chương 1071, không chính đáng. Cú đấm này khiến ông ta cảm thấy choáng váng. Cái quái gì vậy, rõ ràng ông ta sai tên này đến gây rắc rối cho công ty Danh Dương. Sao lại đánh ông ta? Mày làm gì vậy? Không muốn sống phải không? Lý Trường Hà phẫn nộ gầm lên. Muốn sống hay không? Ông nghĩ ông nói là được sao? Tên cầm đầu chế nhạo, lại đá vào bụng Lý Trường Hà. Ông đây đánh ông thì ông có thể làm gì? Lý Trường Hà ngẩng đầu không dám tin. Đến bây giờ ông ta vẫn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ta mơ hồ nhận ra tên cầm đầu này đang tạo phản. Nếu hắn tạo phản, thì công ty Danh Dương sẽ gặp rắc rối sao? Thẩm Bích Quân vẫn để ông đưa ra yêu cầu sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cuối cùng Lý Trường Hà cũng hiểu ra, mình đã bị lừa, chuyện này căn bản là một cái bẫy. Rút lui. Ông ta đơn phương độc mã, bây giờ toàn bộ công ty Danh Dương không có người của ông ta đến đây chẳng phải tìm cái chết sao? Được, mày dám đánh tao, Lý Trường Hà uy hát yêu ta một câu và muốn rời đi, được, mày đợi đó cho tao. Đừng quên. Mày chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, còn tao là một ông chủ lớn có giá trị bản thân chê y 100 triệu, đắc tội với tao thì sau này mày đừng hòng sống sót. Câu nói của Lý Trường Hà rất có uy lực, tiền mãi mãi là vua trong xã hội này. Thật ra chủ yếu chia thành hai trường hợp, tiền và võ công là hai thứ bổ trợ cho nhau. Lúc tiền của bạn đạt đến mức độ nhất định, võ công trở nên vô giá trong mắt bạn, cùng lý do đó, nếu võ công của bạn mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định,
tiền cũng có dễ như trở bàn tay. Giống như Thường Uy mà Chu Dương gặp hai ngày trước. Thường Uy cũng là một tên côn đồ, nhưng ban đầu hắn cho rằng Chu Dương chỉ là một tên phú ông giàu có, hắn không sợ hãi điều gì, thậm chí còn nghĩ cách lấy của cải trong tay Chu Dương. Đó là vì bè phái của tên côn đồ như hắn rất lớn, bất khả chiến bại trong những người bình thường, đủ để đe dọa một phú ông giàu có. Nhưng tên cầm đầu trước mặt không giống vậy, trong tay hắn chỉ có hơn chục người, còn Lý Trường Hà là một ông chủ lớn có giá trị bản thân hơn 100 triệu, vị trí của hai bên đã hoán đổi. Lý Trường Hà hoàn toàn có thể dùng tiền giết chết tên cầm đầu. Sau khi nghe lời uy hát yêu ta của Lý Trường Hà, trong mắt của tên cầm đầu cũng hiện lên sự sợ hãi. Nhưng Chu Dương ở bên đá nhẹ vào hắn, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Giá trị bản thân chê y 100 triệu. Rất nhiều sao, ông có biết hai vị đại gia đứng đằng sau tôi bao nhiêu tiền không? Thật ra ban đầu tên cầm đầu không định ra tay với Lý Trường Hà. Hắn có thể gọi điện lừa Lý Trường Hà đến đây, mặc dù hai bên có thù hận, nhưng mối thù này có thể giải quyết. Nhưng nếu tên cầm đầu ra tay đánh Lý Trường Hà, hai bên thật sự lâm vào thế thù hận thâm sâu. Hắn sợ Lý Trường Hà trả thù, cho nên điều kiện ban đầu chỉ đồng ý lừa Lý Trường Hà qua đây. Sau khi hắn biết được giá trị bản thân của Chu Minh, hắn đột nhiên thay đổi ý định. Chắc chắn phải ôm đùi hai vị đại gia này, Lý Trường Hà chả là cái thá gì. Cho nên tên cầm đầu chủ động đưa ra yêu cầu đánh Lý Trường Hà. Ông muốn trả thù tôi ư, tên cầm đầu hỏi. Đúng, thế nào, thằng nhóc như mày dám làm chuyện lật lọng, sau này còn muốn tiếp tục sống sao, Lý Trường Hà hỏi ngược lại. Mày đợi đó cho tao. Tao không tin mày có thể trốn cả đời ở công ty danh dương. Lý Trường Hà cũng biết, bây giờ mình chắc chắn không phải là đối thủ của tên cầm đầu. Cho nên sau khi nói xong, ông ta rời đi, mày cứ ngoan ngoãn chờ đó cho tao. Hôm nay ông đây không đợi ông thì có làm sao? Lý Trường Hà hừ một tiếng. Tên cầm đầu đá ông ta ngã xuống đất, còn muốn trả thù ông đây sao? Hôm nay ông có thể bình an vô sự rời khỏi đây rồi hắn nói. Ba người Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chu Minh đã quay người rời đi. Còn tên cầm đầu bên này ấn cánh tay của Lý Trường Hà, kéo ông ta vào công ty danh dương. Cho dù người có tâm nhìn thấy cảnh này hoặc thậm chí quay video thì nhóm người Chu Dương cũng có thể giải thích rằng, tên cầm đầu không liên quan đến công ty danh dương. Thậm chí nói tên cầm đầu còn tấn công công ty danh dương. Hoàn toàn không liên quan đến công ty danh dương. Cứ như vậy. Tên cầm đầu kéo Lý Trường Hà vào trong, sau đó vứt vào trong kho, Ngưu Xuyên, Chu Minh và Chu Dương mới xuất hiện. Các người muốn làm gì, lúc này Lý Trường Hà đã biết sợ, tôi cảnh cáo các người đừng qua đây. Tôi đề nghị các người đừng làm những chuyện nguy hiểm, rất nhiều người nhìn thấy chuyện tôi bị kéo vào công ty danh dương. Ánh mắt của Lý Trường Hà cảnh giác nhìn họ uy hát yêu ta. Chu Dương khẽ cười, không hề phản bác. Còn tùy ý tìm một chỗ để làm những việc tiếp theo. Thế nào, bây giờ biết sợ chưa? Đi sớm vậy sao? Chu Dương cầm chai nước ngọt, vừa xoay nó trong tay vừa nói. Lý Tổng, hình như chúng ta không có bất kỳ mối thù sâu sắc nào, tại sao ông cứ nhằm vào công ty danh dương không chịu buông tha? Lúc bắt đầu, ông mưu tính làm khó tôi và Thẩm Tổng, không muốn chúng tôi vào trong cuộc hội nghị. Lúc đó, chúng tôi chưa từng đắc tội với ông. Sau đó tôi đuổi ông ra khỏi ngành, điều này cũng là chuyện rất đương nhiên, hai chúng ta đã hết nợ rồi, tại sao ông còn muốn gây rắc rối cho chúng tôi? Chắc chắn Chu Dương không định buông tha cho Lý Trường Hà, nhưng anh cũng rất muốn biết rốt cuộc Lý Trường Hà ôm tâm trạng thế nào mà lại gây rắc rối cho mình. Nếu ông ta thành thật thì sự trừng phạt sẽ tương đối nhẹ, còn nếu tên này cứ cương quyết gây rắc rối cho anh, vậy Chu Dương chắc chắn không tha cho ông ta. Hai bên rõ ràng. Lý Trường Hà chế nhạo, Chu Dương, cậu dựa vào đâu nói hai chúng ta hết nợ. Cậu biết rằng sau khi tôi bị đá ra khỏi hiệp hội, công ty của tôi bị phá sản không? Tôi chẳng qua chỉ gây khó dễ một chút, cậu lại phá hủy toàn bộ công ty của tôi, cậu nói hai chúng ta rõ ràng rồi sao? Hai chúng ta dựa vào đâu hết nợ, cậu nợ tôi. Cho nên tôi mới tiếp tục gây rắc rối cho công ty danh dương. Lý Trường Hà dõng dạc nói, như thể đã gánh chịu uất ức rất lớn. Nhưng Chu Dương bật cười khi nghe những lời vô lý này, trước đây công ty của ông dựa vào công ty danh dương để phát triển, nên ông không những không cảm kai iota CS, ngược lại còn gây khó dễ chúng tôi. Sau này chúng tôi chỉ hủy hợp tác với ông mà thôi,
ông tồn tại không được, điều này không liên quan gì đến công ty Danh Dương chúng tôi. Chương 1072, người giàu nhất Đông Hải. Công ty của ông có tồn tại được hay không là việc của ông, còn công ty Danh Dương của chúng tôi có tiếp tục hợp tác với ông hay không, đó cũng là quyền của công ty Danh Dương chúng tôi. Ông nói xem, ông rốt cuộc có lý do gì mà nghĩ rằng công ty Danh Dương của chúng tôi nợ ông? Chu Dương thực sự bị lão già này chọc giận đến mức bật cười. Chê y đời sao lại có loại người như vậy? Bạn cho anh ta ăn một miếng cơm, anh ta lại cắn bạn một phát, sau đó bạn quyết định không cho anh ta ăn cơm nữa, thì anh ta căm ghét bạn rồi quyết định muốn trả đũa. Nhưng chê y thực tế, những người như vậy trong cuộc sống này thực sự không phải là ít. Sau khi Chu Dương tức giận, anh cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Đối với một người như vậy, hoàn toàn không cần thiết phải nhiều lời nữa. Chu Dương, cậu không cần nói những lời vô nghĩa này với tôi, nếu muốn tôi tha thứ cho các người, thì công ty Danh Dương của cậu phải tiếp tục giao cho tôi 50% quyền đại lý. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho các người. Lý Trường Hà chửi bới. Thật sự là như vậy sao? Chu Dương lắc đầu, nếu ông đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không muốn nói nhảm với ông nữa. Quyền đại lý ư, không có đâu. Muốn tìm công ty Danh Dương gây rối, tôi lúc nào cũng sẽ tiếp đón ông, chỉ cần ông có thể trả đủ cái giá tương ứng. Ví dụ lần này, tôi sẽ giữ lấy một cánh tay của ông trước đã. Nếu có lần khác, thì tôi sẽ lấy cả hai cánh tay của ông tự suy nghĩ mà làm đi. Chu Dương đứng dậy đi ra ngoài, chuyện tiếp theo ắt sẽ có người xử lý. Nhưng lúc này Lý Trường Hà lại ngăn cản. Chu Dương, cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu không được làm như vậy. Cậu có biết bố của tôi là ai không? Cậu có biết nhà tôi làm nghề gì không? Cậu nghĩ trước đây tôi đã làm gì để có được quyền đại lý của công ty Danh Dương? Tôi nói cho cậu biết, công ty Danh Dương của cậu nhất định phải giữ thể diện cho tôi là người mà cậu không bao giờ có thể xúc phạm. Nghe vậy, bước chân của Chu Dương thật sự dừng lại. Tất nhiên không phải vì sợ cái tên Lý Trường Hà này. Mà Chu Dương nghĩ ra một chuyện rất thú vị. Đúng vậy, dựa vào tính cách này của Lý Trường Hà, trước đây ông ta làm thế nào để có được quyền đại lý của công ty Danh Dương? Quyền đại lý của công ty Danh Dương đều có quy chế xét duyệt nghiêm ngặt, không thể để một kẻ cặn bã như Lý Trường Hà trở thành đại lý của công ty Danh Dương được. Nhưng chê y thực tế thì trước đó Lý Trường Hà lại là đại lý lớn nhất của công ty Danh Dương. Ai dám to gan giao quyền đại lý của công ty Danh Dương cho Lý Trường Hà mà không nói với anh và Thẩm Bích Quân? Nào, nói ra xem nào, ông có nội ứng ở công ty Danh Dương sao? Chu Dương quay lại, mỉm cười nói. Ha ha, nội ứng, ông đây không cần thứ như vậy, Lý Trường Hà chế nhạo, chỉ nói với cậu rằng, ngoại trừ cậu và Thẩm Bích Quân ra, thì về cơ bản toàn bộ quản lý cấp cao của công ty Danh Dương đều là nội ứng của tôi. Bởi vì ông đây có tiền. Tiền có thể thúc đẩy khống chế mọi thứ, cậu hiểu không? Cho dù chuyện này bị các người phát hiện, thì các người cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, các người hoàn toàn không thể đắc tội với tôi, bởi vì tôi là người mà các người không thể đắc tội được. Thật sao, Chu Dương trở nên thích thú, anh không ngờ giọng điệu của Lý Trường Hà hung hăng đến vậy. Toàn bộ công ty Danh Dương, ngoại trừ anh và Thẩm Bích Quân, tất cả đều là nội ứng của ông ta. Lúc này Ngưu Xuyên ở một bên giơ tay lên. Thành thật nói, anh Dương, đừng nghe ông ta nói bậy, em không phải là nội ứng của ông ta. Chu Minh cũng nói theo, tôi cũng không phải. Chu Dương liếc nhìn Ngưu Xuyên, hơi cáu kỉnh nói, tôi biết. Tất nhiên Ngưu Xuyên không thể là nội ứng của Lý Trường Hà, cái câu toàn bộ công ty Danh Dương đều là nội ứng của ông ta, chỉ là do ông ta phóng đại lên mà thôi. Mà lúc này Lý Trường Hà lại nhìn Ngưu Xuyên bằng ánh mắt khó hiểu, cậu là ai? Cũng là quản lý cấp cao của công ty Danh Dương sao? Tôi là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương, Ngưu Xuyên thẳng thắn nói, thậm chí có chút tự hào trong giọng điệu của cậu ấy. Chu Minh, tôi là đội phó đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ. Mẹ kiếp, tôi mua chuộc hai tên đội trưởng đội bảo vệ các cậu làm cái quái gì, cút ngay cho tôi. Ngưu Xuyên và Chu Minh đột nhiên bị coi thường, đứng sững sờ tại chỗ. Chu Dương tiếp tục nói với Lý Trường Hà, thật thú vị, tôi không quan tâm ông đã mua chuộc bao nhiêu người trong công ty chúng tôi, nhưng tôi muốn biết ông giàu cỡ nào. Có khả năng mua chuộc toàn bộ nhân viên của công ty tôi không? Chu Dương cười hỏi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chu Dương hỏi điều này vì anh muốn biết lai lịch thực sự của Lý Trường Hà.
Rất đơn giản, nếu muốn tên Lý Trường Hà này không còn tìm mình gây rối nữa thì phải nhổ ngay các đệm chống lưng của ông ta. Tại sao Lý Trường Hà lại có thể kiêu ngạo như vậy? Vừa rồi ông ta cũng nói, bởi vì bố của ông ta rất giàu. Điều gì sẽ xảy ra nếu bố của ông ta không còn tiền nữa, liệu tương lai ông ta còn tìm mình gây rối nữa không? Câu trả lời là không, Chu Dương đột nhiên hiểu ra một sự thật. Đôi khi, một người liên tục làm phiền bạn một cách vô lý, ghen ghét bạn, thật đó chỉ là vì bạn quá tốt với anh ta. Lý Trường Hà không hiểu cái gì là cảm ơn, ông ta cảm thấy rằng chính Chu Dương đã phá hủy công ty của ông ta, cho nên ông ta mới liên tục tìm đến công ty danh Dương để gây rối. Nhưng nếu trước đó Chu Dương thẳng thừng ra tay, phá hủy cả công ty của ông ta và bố ông ta, vậy thì hôm nay tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Cho nên, lần này Chu Dương tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Lúc này Lý Trường Hà không biết Chu Dương đang suy nghĩ gì. Cho dù biết, thì ông ta cũng sẽ cười nhạo tầm nhìn hạn hẹp của Chu Dương, con trai của Lý Gia uy nghiêm lừng lẫy sao có thể bị một người như Chu Dương đánh bại. Nếu cậu đã muốn biết như vậy, thì tôi sẽ mở lòng từ bi nói với cậu, nghe xong đừng để chân mềm nhũn. Lý Trường Hà chế nhạo cười, giá trị con người của tôi đáng giá hơn 1 tỷ. Nhưng cậu có biết bố tôi là ai không? Bố tôi là Lý Đại Hải, là ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang ở thành phố Đông Hải, được gọi là Lý Tam gia người giàu nhất Đông Hải. Lý Trường Hà bày ra vẻ mặt tự mãn nói, ông ta cho rằng sau khi Chu Dương nghe cái tên này, chân của anh nhất định sẽ mềm nhũn. Người giàu nhất Đông Hải, người đàn ông giàu nhất Đông Hải. Chu Dương sửng sốt trong chốc lát, liếc nhìn Ngưu Xuyên và Chu Minh, còn có người giàu nhất thành phố Đông Hải sao? Ngưu Xuyên lắc đầu, Chu Minh nói, đừng nhìn tôi vừa mới tới Đông Hải, nên không biết gì đâu. Nhưng nếu được gọi là người giàu có nhất thì chắc cũng phải rất tài giỏi, nếu không thì sao có thể được gọi là người giàu có nhất được. Chu Dương cũng hơi nghi ngờ, cái thành phố Đông Hải này từ lúc nào lại lòi ra một người giàu có nhất? Lý Đại Hải, kinh doanh thời trang. Có thể giàu có cỡ nào, lẽ nào còn giàu có hơn gia tộc hạng nhất như Tôn gia và Tô gia. Nhưng tại sao anh chưa từng nghe nói đến? Chương 1073, có tiền là thế nào? Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã hiểu khái niệm về người giàu nhất. Ở thành phố Đông Hải, về cơ bản có một vài tầng lớp như sau. Người bình thường, thế gia hạng 2, thế gia hạng nhất, thế gia ẩn dật. Chu Dương. Tầng lớp cuối cùng không phải do Chu Dương tự thêm vào, bởi vì không cần thiết, anh cũng không thể xếp mình vào hạng người bình thường được, như vậy hiển nhiên là không thực tế, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không phải là gia tộc gì, cho nên chỉ có thể phân vào loại thành phần một mình mà thôi. Như cái tên của nó, những người bình thường dù giàu có đến đâu cũng chỉ là một con người chứ không phải một gia tộc. Đặc trưng của việc trở thành thế gia là khối tài sản phải vượt qua hàng chục tỷ đồng, thành lập một sản nghiệp của gia tộc. Như vậy thì mới được gọi là một thế gia. Cũng giống như người bác trước đây của Tạ gia, ông ta muốn biến Tạ gia trở thành một thế gia dựa vào công ty của Tạ Linh Ngọc. Nói chung, người bình thường không bao giờ có thể so sánh được với một thế gia. Bởi vì một khi người có tiền đến một mức nhất định nào đó thì sẽ tìm cách xây dựng gia tộc cho riêng mình. Lý do rất đơn giản, chỉ có xây dựng gia tộc, thì tiền bạc của mình, con cháu đời sau của mình mới có thể tiếp tục kế thừa. Không có người giàu nào lại không quan tâm đến gia sản kế thừa của mình. Mặc dù trên y lý thuyết, những người bình thường có thể giàu hơn các thế gia, giống như Chu Dương, nhưng trên y thực tế, hoàn toàn không tồn tại loại tình huống này. Chỉ có một lý do duy nhất cho những người giàu có nhưng chưa thành lập thế gia, đó là bởi vì không đủ tiền. Lý Đại Hải người được gọi là người giàu nhất Đông Hải, có nghĩa là ông ta là người giàu nhất trong những người bình thường. Những thế gia hạng 2 và hạng nhất, tài sản gia tộc của bọn họ rất lớn, nhưng không có ai đặc biệt là giàu có, dù có đặc biệt giàu có thì cũng sẽ không công bố ra ngoài để so sánh với người bình thường. Cũng chính vì điều này mà Lý Đại Hải trở thành người giàu nhất. Ý Đại Hải này giàu cỡ nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Đại Hải của ông ta có giá trị thị trường hơn 7 tỷ, đó là con số vẫn chưa được niêm yết. Hơn 7 tỷ đồng này đều là tài sản riêng của bản thân ông ta. So với một người bình thường quả thực có thể gọi là rất khủng bố. Lý Trường Hà cũng vì có thân phận này chống lưng, nên ông ta mới có thể làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn ở khắp thành phố Đông Hải. Chỉ cần ông ta không chọc tức con cháu của thế gia nào đó, thì ông ta là kẻ hung hăng nhất trong những người bình thường.
Còn Chu Dương và Thẩm Bích Quân rõ ràng không phải là con cháu của thế gia. Cậu hiểu rồi chứ, mau chóng thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ gọi điện ngay cho bố của tôi, khiến công ty Danh Dương của các người bị phá sản. Lý Trường Hà hả hê nói. Nghe nhắc đến người giàu nhất, các người còn không quỳ xuống cho tôi. Cả ba người Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chu Minh đều ngỡ ngàng. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã quá lâu không giao tiếp với tầng lớp người bình thường. Bố của ông ta có hơn 7 tỷ, lại có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nếu đúng như vậy thì Chu Dương có thể trở thành ba người bố của cái tên Lý Trường Hà này rồi. Còn nếu là Chu Minh thì càng không cần phải nói, e rằng hắn có thể trở thành 100 người bố của Lý Trường Hà. Nhìn thấy ba người sững sờ, Lý Trường Hà còn tưởng rằng bọn họ sợ hãi. Nếu sợ hãi thì mau chóng thả ông đây ra, còn sững sờ ở đó làm gì? Các người không cần công ty nữa sao? Lý Trường Hà nói thẳng. Chu Dương mới phản ứng lại, bất lực nói, ai đã cho ông sự tự tin này, ông không biết tài sản của công ty Danh Dương đã vượt quá 10 tỷ sao? Hừ, vượt quá 10 tỷ thì có thể làm gì? Đó là giá niêm yết của công ty các người. Cổ phần đều nằm trong tay cổ đông, các người thì có bao nhiêu cổ phần chứ? So chê y tài sản cá nhân, bố tôi là người giàu nhất Đông Hải. Tin hay không tùy cậu, Lý Trường Hà tỏ vẻ khinh thường. Chu Dương hoàn toàn không nói nên lời. Bỏ đi, không cần nói nhảm nữa, dù sao cũng đã nắm được mục đích cuối cùng là bố của ông ta, chỉ cần tiêu diệt bố của ông ta là xong. Chuyện thả ông ra thì đương nhiên là được, bây giờ sẽ thả ông đi, Chu Dương nói xong liền cởi dây trói cho Lý Trường Hà. Hãy nhớ rằng, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng đến cầu xin tôi là được. Cầu xin cậu, tôi thấy chắc là thằng nhóc cậu phát sốt đến mức hồ đồ rồi đúng chứ? Lý Trường Hà hừ một tiếng, không phải cậu đã hiểu rõ mọi chuyện cho nên mới thả tôi ra sao? Sợ thì cũng sợ rồi, lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy là có ý gì? Trong mắt Lý Trường Hà, từ khi Chu Dương cởi trói cho ông ta thì đó chính là biểu hiện của việc sợ hãi. Ở bên kia, Chu Minh đã âm thầm bấm điện thoại. À đúng rồi, tập đoàn thời trang Đại Hải, cần mất bao lâu? Đúng vậy, quy mô khoảng hơn 7 tỷ, 5 phút sao? 3 phút không được à? Giọng nói khi Chu Minh gọi điện thoại không nhỏ lắm, Lý Trường Hà cũng nghe thấy. Nhưng ông ta không hiểu gì, còn tưởng rằng Chu Minh đang khẳng định sức mạnh của bố mình. Có thể 3 đến 5 phút nữa thì cậu ta sẽ quỳ xuống ôm đùi của mình. 3 phút, 3 phút gì? Chu Minh hỏi. Không liên quan gì đến ông. Ông đã được thả thì ông nên rời khỏi đây đi, Chu Dương không thèm nói nhảm với ông ta. Ha ha, Chu Dương, không phải là tôi không nhắc cậu, cậu nói xem cậu đã sợ tôi đến như vậy rồi mà còn cứng miệng như vậy làm gì? Các người không phải là đang xác nhận chuyện bố của tôi là người giàu nhất Đông Hải sao? Chờ đến khi xác nhận xong xuôi, có phải cậu sẽ quỳ xuống ôm đùi của tôi không? Cần 3 phút để xác nhận đúng không? Tôi sẽ ở đây chờ các người. Tránh trường hợp xác nhận xong muốn tìm tôi để ôm đùi cũng không tìm được. Lý Trường Hà dương tự đắc nói, cho rằng phân tích của mình rất đúng. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ông nên đi khỏi đây, Chu Dương lẩm bẩm. Lúc này, cuộc điện thoại của Chu Minh cũng đã kết thúc. Sao rồi, Chu Dương hỏi. 3 phút, giải quyết xong, Chu Minh gật đầu. Được rồi, Chu Dương cũng không hỏi nhiều, dựa vào thân phận của Chu Minh là con cháu của Chu gia. Trong vòng 3 phút tiêu diệt một tập đoàn thời trang còn con là điều không thể đơn giản hơn được nữa. Lý Trường Hà ở một bên vẫn đang giễu cợt, ông ta nghĩ rằng, đám người Chu Dương chẳng qua là giả bộ bình tĩnh. Tôi xem các người còn có thể bình tĩnh được bao lâu. Vàng thật không sợ lửa, bố tôi là người giàu nhất Đông Hải. Để xem các người nhận được tin xác nhận xong, các người phải quỳ xuống van xin tôi thế nào. Lý Trường Hà nghĩ như vậy. 3 phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Lý Trường Hà vừa muốn oán trách một câu, tại sao đám người Chu Dương chỉ gọi một cuộc điện thoại để xác nhận mà còn phải tốn công sức như vậy, thì điện thoại của ông ta vang lên trước. Lý Trường Hà, mày đang ở đâu? Giọng nói như sấm sét của bố ông ta Lý Đại Hải phát ra từ điện thoại. Mày có biết là bởi vì mày, mà ông đây bị hại thê thảm rồi không hả? Rốt cuộc là mày đắc tội với ai? Khiến cho công ty của tao bị phá sản. Chương 1074, bố con bất đồng. Lý Đại Hải điên cuồng gào thét với Lý Trường Hà trong điện thoại. Dù sao, ông ta vốn là doanh nhân thành công hơn người, được người ta gọi là người giàu nhất Đông Hải.
dù địa vị không cao quý bằng những thế gia kia, nhưng trong đám người bình thường, chắc chắc ông ta là người đứng đầu. Cuộc sống của ông ta cực kỳ xa hoa, không cần lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Thế nên, ông ta cũng rất nuông chiều con trai mình. Chỉ cần nói với ông ta một tiếng, miễn không đắc tội với con em của thế gia, thì muốn chơi thế nào được chơi thế đó. Dù sao, người có tiền đương nhiên muốn hưởng thụ. Trong quan niệm của Lý Đại Hải, có tiền mà không hưởng thụ, không bắt nạt người khác, thì tiền có ý nghĩa gì? Nhưng ông ta không ngờ, con trai ông ta lại có ngày úp cái sò to như vậy vào đầu ông ta. Thực lực mạnh mẽ của đối phương vượt xa cả tưởng tượng của ông ta. 3 phút trước, Lý Đại Hải nhận được cuộc điện thoại, giọng điệu đối phương rành mạch rõ ràng, Lý Đại Hải, chủ tịch tập đoàn thời trang Đại Hải phải không? Ông có 1 phút để giải tán công ty, nếu không chúng tôi sẽ ra tay ngay lập tức. Ban đầu, ông ta còn cho rằng đối phương là kẻ đần độn. Đùa gì thế, bắt ông ta giải tán công ty. Trong 1 phút, đối phương rốt cuộc có biết ông ta là ai, có hiểu những lời này ý gì không vậy? Ông ta cúp máy xong vẫn tiếp tục làm việc, không hề bận tâm chuyện vừa nãy. 1 phút trôi qua, công ty ông ta đột nhiên xảy ra biến động lạ. Đại khái là trong 1 phút 10 giây, điện thoại của ông ta bị các cơ quan phụ trách gọi điện thoại tới dồn dập, muốn niêm phong công ty của ông ta. Lý Đại Hải hơi bối rối. Bình thường ông ta đút lót đều rất đúng thời hạn, là người giàu nhất Đông Hải, dù là phòng ban nào cũng sẽ giữ chút thể diện cho ông ta. Hôm nay sao vậy, sao đúng thời gian này tự nhiên lại tìm ông ta gây phiền toái? Không chỉ chèn ép chê y phương diện này, mà rất nhanh sau, tất cả các đối tác làm ăn của ông ta cũng gọi điện tới. Nhìn chung đều là một giọng muốn kết thúc hợp tác với ông ta, muốn đòi lại tiền, hủy đơn hàng. Thời gian phát sinh những chuyện này chỉ trong 1 phút. Lúc này, Lý Đại Hải mới ý thức được sự nghiêm trọng. Ông ta đột nhiên nhớ lại cuộc gọi điện nửa phút trước. Ông ta run rẩy vội bấm lại số máy kia, tiên sinh, rốt cuộc các người là ai? Lý Đại Hải không biết nên trao đổi với đối phương như nào, vì đối phương thực sự quá mạnh. Ông ta chưa từng nghe cũng chưa từng thấy thủ đoạn này bao giờ. Đừng nói là thế gia cấp 1, kể cả là thế gia hạng hại, thế gia hạng nhất, thậm chí là gia tộc ẩn giật, Lý Đại Hải tin rằng đối phương không thể có thực lực như này. E đó là sự tồn tại còn trấn áp cả gia tộc ẩn giật. Nhưng ông ta không nghĩ ra bản thân đắc tội với kẻ thù nào cấp độ này. Loại đối thủ này sao lại để mắt tới ông ta? Ông ta lười hỏi lý do, là vì ông ta biết mình chết chắc rồi. Do đó, ông ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, đối phương là ai? Ông ta muốn mình chết một cách rõ ràng. Nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của ông ta ngay, mà chỉ lạnh lùng nói, chuyện này, ông hỏi con trai ông đi. Lý Đại Hải vừa nghe đã nổi giận đùng đùng. Ông ta đã bảo với con trai ông ta tuyệt đối không được đắc tội với nhân vật lớn tầm cỡ như này. Bình thường ông ta còn chưa thấy nhân vật nào tầm cỡ như thế, làm sao mà đắc tội được chứ? Hay lắm, giờ ông ta biết rồi, là con trai ông ta đắc tội với họ. Cuộc điện thoại này vừa kết thúc, cách cuộc gọi lần đầu ông ta nhận được đúng 3 phút. Vậy mà giờ, tất cả thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của ông ta đều bị vô hiệu hóa. Ông ta bị liệt vào danh sách đen. Bao gồm cả trạng thái công ty, lúc lên mạng tra cứu, cũng bị ghi là trạng thái dừng hoạt động. Giờ ông ta xong đời rồi, ông ta mất tất cả. Mà đối phương làm tất cả những điều này chỉ vẻn vẹn 2 phút. Người ta cho ông ta đúng 1 phút để giải tán, 1 phút sau để bắt đầu ra tay, hết 3 phút ông ta đã đi đời hoàn toàn. Ông ta thất thần trong một khoảnh khắc, sau đó gọi ngay cho con trai mình. Nếu không phải cách một cái màn hình điện thoại, ông ta muốn kéo con trai Lý Trường Hà đến trước mặt đánh chết thì thôi. Rốt cuộc mày đắc tội với ai? Giọng Lý Đại Hải vang vọng trong điện thoại. Dù Lý Trường Hà nhận ra sự tức giận trong giọng nói của ông ta, nhưng ông ta không biết bố mình sao lại tức giận. Hình như là công ty phá sản gì đó. Đùa à, hôm qua vẫn hoạt động tốt, hôm nay đã phá sản ư? Bố buồn ngủ quá nên thiếu minh mẫn à? Hay là lúc dậy chưa uống thuốc nên nói mê sảng, Lý Trường Hà không chút nể nang nói cho bố biết, vì bố là bề chê y nên con không so đo với bố. Lần sau nói chuyện với con thì để ý một chút, dù có mặc bệnh cũng không được nói chuyện với con như vậy. Lý Trường Hà rất khó chịu, giờ ông ta đang dùng bố mình để ra vẻ với Chu Dương, mà bố ông ta thì cứ gọi điện bảo công ty phá sản.
đây khác gì cố ý khiến ông ta thất bại. Từ trước tới giờ, ông ta chưa từng tôn trọng người bố của mình, nên mới nói chuyện như vậy. Còn Lý Đại Hải ở đầu dây bên kia nghe xong, lúc này phổi như sắp phát nổ. Thằng con trai khốn kiếp, dám nói chuyện với ông ta như thế. Dù bình thường ông ta cũng nói như vậy, nên có thể nói rằng, tính cách biểu hiện bây giờ của Lý Trường Hà, cũng liên quan chặt chẽ đến cách làm bố của ông ta. Nhưng bây giờ khác rồi, Lý Đại Hải bình thường quen chiều con mình, lúc xảy ra chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con trai. Lý Trường Hà, mày dám cãi lại tao à? Bây giờ mày ở đâu? Bố mày đến tận nơi xử lý mày, Lý Đại Hải hét lên. Lý Trường Hà cũng không vui vẻ gì, bố, rốt cuộc bố sao thế? Vẫn chưa dừng lại à? Sao lại chút hết giận dữ lên con? Bố muốn đến cũng được, đúng lúc con đang gặp phải chút chuyện, gọi cho con mấy người tới đây. Lý Trường Hà dù không thích thú gì, nhưng thái độ vẫn khinh thường như cũ. Ông ta không thấy xảy ra chuyện gì lớn, thậm chí còn bảo Lý Đại Hải cho thêm mấy người nữa tới cùng. Tao gọi người cho mày ư? Lý Đại Hải ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi nói, được, mày nói cho tao xem mày đang ở đâu, tao sẽ gọi người qua đó cho mày, rồi tự tay giết mày. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, bảo gọi người thì nhanh lên. Giờ con đang ở công ty Danh Dương. Lý Trường Hà vui mừng nói vị trí của mình, dù sao đây cũng là bố ruột ông ta. Ông ta không tin Lý Trường Hà cho người tới thật sự để nhắm vào mình. Thậm chí lúc cúp máy, ông ta còn vênh váo đắc ý. Chương 1075, xin lỗi. Công ty Danh Dương đúng không, Chu Dương đúng không, bố tôi sẽ đích thân tới ngay, các cậu bây giờ xin lỗi tôi còn kịp đấy. Lý Trường Hà dương dương tự đắc. Sao, các cậu thăm dò thân phận của tôi, bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức nào sao? Tầng lớp các cậu thật thấp kém, đến việc thăm dò cũng tốn sức như vậy, tôi nói này, mấy cậu dừng lại đi, chờ bố tôi đích thân đến đây. Lúc đó, tôi lại muốn nhìn xem, các cậu sẽ quỳ xuống ôm chân tôi như nào. Lý Trường Hà còn tưởng nhóm Chu Dương không biết thân phận của mình. Bây giờ thì hay rồi, bố ông ta sắp tới đây, thân phận con trai của nhà giàu bậc Nhật sẽ nhanh chóng được xác nhận. Ông ta muốn biết, khi đám người kia biết được thân phận của ông ta, biểu cảm sẽ khó coi đến mức nào. Nhưng ba người Chu Dương, Chu Minh, Ngưu Xuyên sắp nhịn cười đến ngộp thở. Gặp nhiều người tham vọng. Nhưng chưa thấy ai tham vọng thế này. Này, Lý Tổng, chẳng lẽ ông không thấy lúc bố ông gọi điện thoại cho ông, giọng điệu hơi sai sai sao, Chu Dương không nhịn được cười nói. Cái gì, giọng sai sai, Lý Trường Hà hơi sửng sốt. Đúng là bố ông ta hôm nay tâm trạng hơi khác thường, cứ lẩm bẩm công ty phá sản, rồi thì tất cả đều do ông ta gây họa ra. Nhưng sao thế được, hôm qua công ty vẫn hoạt động tốt. Chị y đời này làm gì có chuyện khiến công ty nhà ông ta phá sản trong một ngày được. Hơn nữa, ông ta cũng đâu động chạm ai. Nên Lý Trường Hà chỉ suy nghĩ qua loa một chút, rồi vứt chuyện này ra khỏi đầu, bố tôi là thế, nói chuyện hơi phóng đại lên, nhưng mấy chuyện này không quan trọng. Các cậu chưa rõ sao, bố tôi là Lý Đại Hải người giàu nhất Đông Hải. Bây giờ ván đã đóng thành thuyền, rốt cuộc các cậu có muốn ôm chân tôi cầu xin không? Không ôm. Chu Dương lắc đầu. Tôi cũng thế, Ngưu Xuyên lắc đầu theo. Tôi thật sự không có hứng thú, Chu Minh cố nhịn cười. Các cậu, được lắm, các cậu không tin sự thật này sao? Vậy cứ chờ đi, cùng lắm 2-3 phút nữa bố tôi sẽ tới đây. Lúc đó, để tôi xem mấy cậu còn mạnh miệng như này không? Tôi không tin, chị y đời còn có người không muốn ôm lấy bắp chân con trai của người giàu nhất. Lý Trường Hà nói xong, cũng im lặng không làm nhảm thêm. Vì ông ta cũng đang chờ lúc Lý Đại Hải tới, sẽ tát vào mặt nhóm Chu Dương. Lúc này Lý Đại Hải, cùng với mấy người vệ sĩ gọi đi, cũng nhanh chóng lên xe. Dù công ty phá sản, tất cả tài sản trực tuyến của ông ta đều bị đóng băng, nhưng dù sao đối phương chỉ dùng có 2 phút, nên còn vài thứ bên cạnh ông ta, trông có vẻ không có gì thay đổi. Ví dụ như những tên vệ sĩ bên cạnh ông ta, dù biết ông ta phá sản, nhưng không vội vàng đá ông ta đi. Suy cho cùng, Lý Đại Hải cũng là một nhân vật tầm cỡ, mấy người bảo vệ biết chuyện, nhưng ai biết liệu ông ta có phục hồi lại không. Nên bọn họ không bỏ chạy. Chiếc xe sang trọng dưới tầng của Lý Đại Hải lúc này cũng đang chậm chậm dừng lại. Dù chiếc xe không phải của ông ta, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, ông ta muốn lái nó đi cũng không phải vấn đề gì.
Lý Đại Hải nói cho tài xế địa chỉ công ty Danh Dương. Khí thế ông ta hung hăng, muốn đánh con trai mình một trận tơi bời. Nhưng lúc chê y đường, ông ta dần bình tĩnh lại. Trong này có quá nhiều chuyện cần cân nhắc kỹ lưỡng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe trong điện thoại, có vẻ Lý Trường Hà vẫn an toàn, không bị uy hát yêu ta gì. Có thể Lý Trường Hà không đắc tội với mấy nhân vật siêu tầm cỡ thì sao? Nếu công ty ông ta bị phá sản thì cái mạng nhỏ của Lý Trường Hà sao mà giữ được? Tại sao Lý Trường Hà lại giống người không hề hấn gì gọi cho mình vậy chứ? Lý Đại Hải tỉnh táo phân tích, ông ta nghĩ khả năng lớn nhất là Lý Trường Hà không đắc tội ai, chỉ là nhân vật siêu tầm cỡ kia có nhầm lẫn gì rồi. Hoặc là con trai một ông lớn nào đó cùng tên với mình đắc tội với nhân vật siêu tầm cỡ, nên họ mới khiến công ty mình phá sản. Nếu không, ông ta không nghĩ ra khả năng nào mà con trai mình vẫn bình an vô sự như vậy. Nhưng chỉ có một loại khả năng sao? Vừa nãy Lý Trường Hà có vẻ cũng nhắc tới trong điện thoại, bây giờ nó đang gặp vài chuyện, nên mới nhờ ông ta gọi người đến hỗ trợ. Gặp phải chuyện gì, là đắc tội với ông lớn sao? Sau đó ông lớn kia không trực diện ra tay với Lý Trường Hà, mà đi hủy diệt công ty ông ta. Không thể không nói, là người giàu nhất Đông Hải, đầu óc Lý Đại Hải vẫn rất minh mẫn. Dù không đoán được cụ thể các chi tiết, nhưng cũng đoán được 8-9 phần về đại khái những chuyện đã xảy ra. Lý Đại Hải từng nghe loáng thoáng tên công ty Danh Dương, là công ty mới rất ưu tú ở Đông Hải, tốc độ phát triển nhanh, hơn hẳn sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Trong đó, hình như có một nhân vật thần bí, Chu Dương. Ở tầng lớp của Lý Đại Hải, thật ra cũng nghe được vài truyền thuyết từ những ông lớn trong gia tộc về lai lịch thần bí của Chu Dương ở công ty Danh Dương, thậm chí có thể mạnh mẽ thách thức cả gia tộc Hứa gia huyền thoại. Nghĩ như vậy, thì tất cả có thể đều là thật. Thực lực thần bí lớn mạnh của Chu Dương, có thể anh là nhân vật siêu tầm cỡ khiến công ty ông ta sụp đổ. Mà đứa con trai Lý Trường Hà ngu xuẩn, cũng là vì đắc tội với Chu Dương. Nhưng Chu Dương không ra tay với nó, mà lại làm công ty ông ta phá sản. Con trai thất bại khiến bố sập bẫy. Lý Đại Hải cắn răng uất hận, nhưng ông ta cũng không đặt hết cảm xúc oán hận lên con trai mình. Vì ông ta biết, bây giờ ông ta căm hận con trai cũng không giải quyết được gì. Một người thông minh thường thành công, thực tế là vì ở trình độ đó, anh ta sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, không làm những hành động không giải quyết được vấn đề nào. Con trai mình vẫn ổn, biết đâu chuyện này có thể biến chuyển được. Lý Đại Hải hạ quyết tâm, dù Chu Dương có phải nhân vật siêu tầm cỡ đứng đằng sau không, ông ta nhất định không bỏ qua cơ hội này. Bây giờ, ông ta chỉ có thể đánh cược một ván. Ông ta nói với mấy tên vệ sĩ của mình, lát nữa tới công ty Danh Dương, thái độ phải thật đàng hoàng, tôn trọng từng người trong công ty, người duy nhất không cần coi trọng là con trai Lý Trường Hà của ông ta. Còn ông ta khi đến công ty Danh Dương, sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ Chu Dương để xin lỗi. Chương 1076, Lý Đại Hải thông minh. Đại sảnh của công ty Danh Dương hình như đã xảy ra một vài chuyện không vui, dù đã được quét dọn sạch sẽ nhưng có thể thấy chê y nền đất và tường bên cạnh bị ai đó phá hỏng. Nhất là bức tường chỗ văn phòng đội trưởng bảo vệ bên cạnh, vẫn còn một lỗ thủng lớn chưa được sửa. Lúc này cả đại sảnh không có ai, chỉ có một bảo vệ đứng ở cửa nói với Lý Đại Hải người ông ta muốn tìm đang ở nhà kho phía sau. Lý Đại Hải vừa nghe thấy vậy lập tức lật đật chạy đến. Ở nhà kho phía sau, Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chu Minh nhàm chán đứng lướt điện thoại. Lý Trường Hà ở một bên khoanh tay khinh thường nhìn ba người không hiểu biết trước mặt. Trong mắt Lý Trường Hà, ba người này không có hiểu biết nên mới chậm chạp không chịu khuất phục mình. Lúc này cửa sân sau mở ra, một ông già vội vàng chạy đến. Hai mắt Lý Trường Hà lóe sáng, vội qua đỡ ông ta, bố, cuối cùng bố cũng đến rồi. Mau nói với bọn họ bố là Lý Đại Hải người giàu nhất thành phố Đông Hải. Nói với bọn họ đi, con nói cho bố biết ba tên này vừa nãy kiêu ngạo chết mất thôi. Lý Trường Hà vừa nói vừa chạy đến chỗ Lý Đại Hải. Nhưng lúc ông ta sắp đến gần chỗ Lý Đại Hải không thèm nhìn đã tát một bạt tai khiến ông ta ngã phịch xuống đất. Không sai, từ đầu đến cuối Lý Đại Hải chưa từng nhìn thẳng con trai Lý Trường Hà của mình lấy một lần. Thậm chí lúc Lý Trường Hà sắp bước đến gần ông ta đã giơ tay lên tát Lý Trường Hà ngã xuống đất. Đánh Lý Trường Hà xong, ông ta bước nhanh đến quỳ xuống trước mặt Chu Dương.
sau đó dập đầu với anh, thuộc hạ Lý Đại Hải giàu nhất Đông Hải kính chào Chu Dương tiên sinh. Hành động này khiến mấy người ở đó đều ngây người. Càng không nói đến Lý Trường Hà ngây ngẩn, ông ta thật sự sững sờ, ông già vừa đến đó là bố ruột của mình mà. Nhưng vừa thấy mình đã tát mình ngã xuống đất là có ý gì? Cái tát đó không hề nhẹ tay, khiến Lý Trường Hà choáng váng, bây giờ đầu vẫn còn ong ong. Tát mình thì đã đành, vậy mà còn dập đầu chào Chu Dương nữa là sao đây? Lý Trường Hà sững sờ, còn Chu Dương thật ra cũng hơi ngạc nhiên. Ngay cả Ngưu Xuyên và Chu Minh cũng không có phản ứng. Ông già này làm gì mà phải chào hỏi bằng cách này vậy? Còn thuộc hạ Lý Đại Hải giàu nhất Đông Hải kính chào Chu Dương tiên sinh nữa, hành động này có phải hơi lố rồi không? Chu Dương vô thức nhảy sang một bên, anh không đáng được một ông già 6-70 tuổi đối đãi bằng cách này. À, Lý Đại Hải phải không, có chuyện gì ông cứ đứng lên rồi hãy nói. Người xưa nói không nên đánh người có thành ý, Lý Đại Hải này vừa đến đã dập đầu với anh, Chu Dương cũng không chế nhạo ông ta, liền bảo ông ta đứng lên. Nhưng Lý Đại Hải không đứng dậy, ông ta nói tiếp, Chu Dương, nếu cậu không tha thứ cho thuộc hạ thì dù thuộc hạ có quỳ ở đây đến chết cũng sẽ không đứng lên. Thuộc hạ không biết con trai mình đã làm sai chuyện gì nhưng tôi biết chắc chắn là nó không đúng, đồng thời cũng do tôi dạy bảo không tốt. Người xưa đã nói, chỉ cần là sai thì nên trả giá. Dù Chu tiên sinh phá hủy công ty của tôi cũng được hay giết con trai tôi hoặc tôi cũng được, đều không sao cả, tôi đều tâm phục khẩu phục. Chu Dương nói không nên lời, vậy ông còn quỳ ở đây làm gì? Bây giờ Chu Dương đã hiểu, ông già này quỳ ở đây 8-9 phần là đã đoán ra, người phá hủy công ty ông ta chính là mình. Mặc dù không phải là Chu Dương ra tay mà là do thế lực của Chu Minh nhưng thật ra đổ lên đầu Chu Dương cũng không phải không đúng. Anh hơi ngạc nhiên, Lý Đại Hải này khá thông minh. Thế mà lại nghĩ ra có thể đổ chuyện này lên đầu anh, hơn nữa vừa bước vào đây đã dập đầu với anh như vậy. Nhưng chỉ với mấy lời như vậy thì Chu Dương sẽ không mềm lòng. Lý Đại Hải, tôi thừa nhận ông là người thông minh, nhưng như ông đã nói, làm sai thì phải trả giá phải không? Bây giờ con trai ông đã làm sai, tôi không lấy mạng ông ta mà chỉ đơn giản phá hủy công ty ông mà thôi. Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong rồi, ông cũng đã nói ông không oán trách gì, vậy ông còn quỳ ở đây làm gì? Đây chính là nguyên tắc của Chu Dương. Trừng phạt của anh là phá hủy công ty của Lý Đại Hải, ngoài ra anh không cần bố con Lý ra phải trả giá gì nữa. Chu Dương tiên sinh, mặc dù nói vậy nhưng sau khi nghe được tin thằng con trai mình đắc tội với cậu, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu phá hủy công ty của tôi, thậm chí giết bố con tôi sẽ không bao giờ có một lời oán trách nào với những chuyện này. Nhưng tôi mong cậu có thể tha thứ và khoan dung cho chúng tôi. Nếu không được thì tôi luôn cảm thấy bất an. Chết không nhắm mắt. Tôi quỳ ở đây không phải cầu xin cậu tha mạng cho tôi, mà tôi sợ cậu không có chỗ trút giận, tôi đang tạ tội với cậu. Dường như Lý Đại Hải đã hạ quyết tâm, ông ta trầm giọng nói. Ngay cả Chu Minh đứng một bên cũng không khỏi đánh giá, nói thật, ông già này có hơi thành khẩn quá rồi. Anh Dương, nếu anh vẫn có thể không dao động trong chuyện này thì anh quả là lòng dạ sắt đá đấy. Chu Minh khen ngợi nói. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này. Còn Ngưu Xuyên không có ý kiến gì. Vẻ mặt Chu Dương cũng không thay đổi gì mấy. Phải công nhận lời nói của Lý Đại Hải rất có khả năng lay động lòng người, như Chu Minh nói là quá thành khẩn. Nhưng Chu Dương biết chắc chắn ông già này đang giả vờ. Chẳng qua mục đích là để anh tha cho ông ta mà thôi. Nhưng sao anh có thể dễ dàng dao động vậy được? Thế nên Chu Dương không cảm xúc nói, hóa ra là vậy à? Vậy ông không cần lo lắng, tôi đã nói rồi, mặc dù con trai ông đắc tội với tôi nhưng tôi đã phá hủy công ty của ông, vậy là đã giải quyết xong chuyện giữa hai chúng ta, dĩ nhiên tôi cũng tha thứ cho ông. Bây giờ ông đã biết tôi tha thứ cho ông mau đứng lên đi. Chu Dương lạnh lùng nói, anh muốn xem Lý Đại Hải này sẽ đứng lên rồi đi khỏi đây hay là tiếp tục giở chiêu trò khác nữa. Nghe Chu Dương nói vậy, Lý Đại Hải bất ngờ ngẩng đầu lên, thật sao? Chương 1077, sự khôn ngoan. Nghe Chu Dương nói vậy, Lý Đại Hải lại thật sự đứng lên sau đó cúi đầu với Chu Dương rồi xoay người rời đi. Xem ra đúng là ông ta không định tìm Chu Dương cầu xin khôi phục lại công ty ông ta. Khá thú vị.
Chu Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Đại Hải, suy nghĩ có nên gọi ông già này lại không. Nhưng nghĩ lại anh vẫn thấy nên quên chuyện này đi. Đúng như Chu Dương nói, Lý Trường Hà khiến anh gặp rắc rối, anh phá hoại công ty của Lý Đại Hải xem như hai bên không ai nợ ai. Lý Đại Hải dập đầu hành lễ khiến Chu Dương hơi dao động, nhưng bây giờ nếu Lý Đại Hải muốn rời khỏi đây, vậy chuyện này xem đã được giải quyết. Nhưng đúng lúc này, Lý Trường Hà vẫn nằm dạp trên y mặt đất đã đứng dậy, sau đó lo lắng chạy đến phía sau Lý Đại Hải, bố, hôm nay bố điên rồi hả, sao lại làm vậy? Lý Trường Hà không dám tin hỏi, chuyện gì vậy? Hôm nay bố quên uống thuốc rồi à? Bố chưa từng dập đầu với con, vậy mà lại dập đầu với đám người thiếu hiểu biết này ư? Lý Đại Hải vừa nghe vậy thì nổi giận, xoay người lại tát cho Lý Trường Hà một bạt tai nữa. Đồng thời ông ta hét lên, đánh nó cho tôi, đánh chết đi. Lý Đại Hải có dẫn theo vệ sĩ đến. Hai vệ sĩ nghe vậy thì không nhiều lời đã đè Lý Trường Hà xuống đánh đấm túi bụi. Lệnh của ông chủ là lớn nhất. Còn dám bảo ông đây dập đầu với mày. Tao thấy mấy năm nay thằng nhóc mày bị tao chiều hư rồi. Nếu hôm nay tao không dạy dỗ mày đàng hoàng thì Lý Đại Hải tao sống uổng phí mấy chục năm nay. Lý Đại Hải vừa nói vừa bảo hai vệ sĩ của mình đánh mạnh tay vào. Bởi vì lúc trước Lý Đại Hải đã dặn hai vệ sĩ của mình lúc đánh con trai ông ta nhất định đừng nương tay. Mà bây giờ ông ta lại nhắc đánh mạnh vào, hai vệ sĩ như thể muốn đánh chết Lý Trường Hà. Còn Lý Trường Hà đang bị đánh lúc đầu còn có thể hét lên vài tiếng thảm thương, sau khi bị hai vệ sĩ kia đánh vài cái lại chỉ có thể dê y lên vài tiếng yếu ớt. Đánh hơi mạnh, ông ta thật sự ra tay tàn bạo với con trai mình như vậy sao? Chu Dương hơi ngạc nhiên, cái nhìn của anh về Lý Đại Hải này lại thay đổi. Không hổ là người đàn ông được mệnh danh là người giàu nhất, là một nhân vật ngang ngược có dã tâm. Chu Dương nghĩ Lý Đại Hải không tệ. Dù không biết ông ta có đang diễn kịch trước mặt mình hay không, nhưng ông ta có thể làm được chuyện này chứng tỏ ông ta quả thật là người có thể làm nên việc lớn. Chu Dương khẽ cười, bảo hai vệ sĩ và Lý Đại Hải dừng lại. Ông chủ Lý, Chu Dương cười bước đến gần ông ta, sao vậy, ông thật sự muốn đánh chết con trai mình à? Nói sao thì đó cũng có con trai ruột của ông mà nhỉ? Lý Trường Hà nằm trên y mặt đất dường như chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp. Nhưng Lý Đại Hải lại không đổi sắc hơi cúi người với Chu Dương nói, đắc tội với Chu tiên sinh, nó có chết cũng không tiếc. Tôi khó khăn lắm mới được Chu tiên sinh tha thứ, thế mà thằng nhóc này lại dám nói vậy với Chu tiên sinh, cho nên nó đáng bị đánh. Chu Dương gật đầu, được rồi, đánh cũng được, dù ông có đánh chết cũng không sao nhưng quan trọng là đừng đánh ở đây chứ. Chu Dương nhún vai, dù sao công ty danh Dương chúng tôi còn phải mở cửa kinh doanh mà, đúng không? Mắt Lý Đại Hải lóe lên sự kinh ngạc. Ông ta không ngờ Chu Dương lại nhạy cảm đến vậy. Chu Dương đoán không sai, quả thật là ông ta đang diễn kịch. Ông ta đã đoán được Chu Dương là một nhân vật lớn, trước đây cả thành phố Đông Hải không ai biết đến anh, nhưng anh chỉ dựa vào chút thủ đoạn mà bỗng nổi danh ở thành phố Đông Hải. Điều này có nghĩa Chu Dương chắc chắn là người có dã tâm. Những người được gọi là người ngang ngược có dã tâm đều có nguyên tắc của mình, ít khi có người có lòng nhân ái. Trong trường hợp này ông ta chỉ cầu xin Chu Dương thì khó có thể được Chu Dương tha thứ thật sự. Cách duy nhất là thể hiện quyết tâm và lòng thành của mình. Ông phải hung hăng đánh con trai mình trước mặt Chu Dương. Như vậy mới đủ để thể hiện lòng thành. Dù thế nào ít nhiều Chu Dương cũng sẽ mềm lòng. Không thể không nói, Lý Đại Hải rất thông minh. Về mặt ý nghĩa nào đó thậm chí ông ta đã vượt qua cả Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn của Tôn gia. Một lời nói định Càn Khôn. Tôn Càn Khôn thông minh ở chỗ có thể kiểm soát được cả gia tộc. Thật ra hắn không cần phải giỏi cầu xin người ta, việc hắn cần làm chỉ là giữ vững cả gia tộc. Mà Lý Đại Hải lại khác, ông ta chỉ là một cá nhân, là một người bình thường. Mặc dù ông ta nắm quyền cả một công ty, nhưng nhiều lúc đối nhân xử thế càng mang lại nhiều lợi ích cho việc kinh doanh của ông ta hơn. Tôn Càn Khôn thiên về lên kế sách thì Lý Đại Hải lại thông thạo đối nhân xử thế. Nhưng lần này đạo lý đối nhân xử thế mà ông ta thông thạo nhất lại không dùng được với Chu Dương. Chẳng phải ông muốn ra tay tàn bạo với con trai mình để biểu đạt lòng thành đổi lấy sự đồng tình à? Ông có thể tùy ý đánh con mình nhưng đừng đánh ở đây, đừng diễn kịch cho tôi xem là được. Lý Đại Hải nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu ông ta thật sự cứ vậy dẫn Lý Trường Hà rời đi thì công ty của ông ta sẽ chẳng có cơ hội vực dậy nữa. Nhưng nếu ông ta không đi thì màn kịch của ông ta cũng sẽ bị bại lộ, e rằng Chu Dương càng không cho ông ta cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Đại Hải thầm thở dài. Thôi vậy, vẫn nên đi, chỉ cần lòng trung thành của mình không bị phá vỡ thì sau này vẫn có thể tìm cơ hội liên lạc với Chu Dương. Trái lại nếu lòng trung thành kia bị phá vỡ, dù là ai cũng chẳng thể cứu được ông ta. Chu tiên sinh nói đúng, là tôi cân nhắc không chu đáo, Lý Đại Hải dứt khoát nói. Con trai tôi có tội ắt phải bị phạt, nhưng không nên bị trừng trị ở đây, làm bẩn tai mắt của Chu tiên sinh. Tôi dẫn nó về nhà rồi dạy dỗ nó đàng hoàng. Lý Đại Hải vẫn cung kính nói. Khóe môi Chu Dương nhếch lên nụ cười khẽ rồi gật đầu. Lý Đại Hải không còn cách nào khác đành phải bảo vệ sĩ của mình dìu Lý Trường Hà lên, sau đó đi ra cửa. Cánh cửa càng gần đồng nghĩa với việc cơ hội để công ty ông ta có thể vực dậy càng mong manh. Tâm trạng của Lý Đại Hải cũng theo đó rơi xuống đáy vực. Nhưng ngay lúc ông ta sắp đến gần cửa, giọng nói của Chu Dương lại vang lên sau lưng, "Này, Lý Đại Hải, đợi đã." Lý Đại Hải khẽ dừng bước, sau đó ông ta lập tức trở nên phấn khích. Quả nhiên vẫn còn hy vọng. Ông ta xoay người đi đến cạnh Chu Dương, lập tức gật đầu nói, "Chu tiên sinh, cậu còn căn dặn gì sao?" Chu Dương liếc ông cái đầy ẩn ý, "Không căn dặn gì cả, chẳng qua tôi cực kỳ thắc mắc, lẽ nào ông chủ Lý thật sự không quan tâm đến chuyện công ty của mình bị phá sản sao?" Chương 1078, đấu trí. Chu Dương tỏ vẻ sâu xa nói, "Theo như tôi được biết, tập đoàn thời trang Đại Hải là tính mạng của ông chủ Lý và gia đình, tính mạng của gia đình mình bị hủy hoại, lẽ nào ông có thể dửng dưng hay sao?" Lý Đại Hải hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc và ngờ vực nhìn Chu Dương. Lúc này, Lý Đại Hải người có sở trường nhất là đối nhân xử thế lại đột nhiên phát hiện ra ông ta hoàn toàn không thể nhìn ra trong đầu người trẻ tuổi Chu Dương này đang nghĩ gì. Câu nói này là có ý gì? Là đang thăm dò lòng trung thành của ông ta sao? Giống như những gì Chu Dương nói, công ty kia đúng là tính mạng của gia đình ông ta. Nếu như nói không để tâm, điều này tuyệt đối không thể. Cho dù là tên ngốc cũng biết công ty đó quan trọng thế nào với Lý Đại Hải. Nếu không tại sao lại phải đến tìm Chu Dương để xin lỗi chứ? Lại còn vừa phải dập đầu vừa phải đánh con trai mình bầm dập. Nhưng Chu Dương hỏi vấn đề này rốt cuộc là có ý gì? Lý Đại Hải cảm thấy Chu Dương đang thăm dò lòng trung thành của mình, để ông ta phải lựa chọn giữa công ty và lòng trung thành. Nhiều năm lăn lộn chê y thương trường, có thể nói rằng suy nghĩ của Lý Đại Hải đã sớm trở nên nhạy bén. Vì vậy ông ta chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền có thể vô cùng dứt khoát nói, "Chu tiên sinh, không giấu gì cậu, đối với thuộc hạ, tập đoàn thời trang Đại Hải chắc chắn là tính mạng gia đình của tôi. Có thể nói nếu như vì tập đoàn thời trang Đại Hải mà cần phải trả giá bằng tính mạng của mình tôi cũng sẽ không chút do dự." Đầu tiên, Lý Đại Hải nhấn mạnh tính quan trọng của công ty với bản thân. Sau đó mới thể hiện sự trung thành của mình. Đương nhiên, mặc dù tôi không thể hoàn toàn dửng dưng trước chuyện công ty bị hủy hoại, nhưng tôi vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh của lúc này, nguyên nhân chủ yếu là bởi tôi biết nguyên nhân khiến công ty bị hủy hoại. Bởi vì đó là Chu tiên sinh ra tay. Hơn nữa còn là vì con trai tôi đắc tội với cậu, vì thế cậu mới phá hủy công ty của tôi. Vì vậy mặc dù tôi hơi đau lòng nhưng tuyệt đối không oán thán, đây cũng là nguyên nhân vì sao cho đến bây giờ tôi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Những lời này của Lý Đại Hải có thể nói là vô cùng thuyết phục. Nếu như đổi lại là người khác e rằng đã sớm cảm động sau đó tha thứ. Trước tiên nhấn mạnh tính quan trọng của công ty còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân. Sau đó phần 2 là biểu lộ thái độ, mặc dù công ty còn quan trọng hơn cả tính mạng nhưng chỉ cần là anh phá hủy tôi cũng sẽ không có bất cứ lời oán thán nào. Có ông chủ nào sẽ không bị cảm động bởi những lời nói như vậy chứ? Lý Đại Hải dựa vào chiêu trò này đi khắp thiên hạ, dần dần mới có được vị trí như ngày hôm nay. Ông ta tin rằng nhất định Chu Dương sẽ nhanh chóng chìm đắm trong sự cảm động. Nhưng Chu Dương chỉ hờ hững gật đầu sau đó vô cùng bình tĩnh nói, "Ồ, là thế sao? Ông nói như vậy nghĩa là ông sẽ không phản bội, không báo thù tôi đúng không? Vậy tôi yên tâm rồi, bây giờ ông có thể đi." Điều này khiến Lý Đại Hải sững sờ. Cái quái gì đây? Chuyện gì thế này? Không phải là nên rất cảm động sau đó để cho công ty của ông ta hồi sinh lại hay sao?
bảo ông ta có thể đi rồi là ý gì chứ? Này, tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào cậu không cảm động chút nào sao? Lẽ nào hoàn toàn không cảm nhận được sự thật lòng của tôi? Tại sao lại nói ra câu ông có thể đi rồi như thế chứ? Lý Đại Hải cảm thấy đầu óc mình không dùng được nữa, thậm chí còn bị rơi vào trạng thái chết máy. Đùa gì chứ, ông ta lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn đang chấn động nên ông ta không thể nói ra được điều gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao nhìn Chu Dương, hả? Vậy thì, tôi cứ như vậy mà đi sao? Chu Dương liếc nhìn ông ta sau đó hỏi, đúng thế, có chuyện gì sao, ông không đi là vẫn muốn tôi giữ lại ăn cơm tối ư? Tôi gọi ông qua đây là muốn xem ông có oán thán gì với tôi hay không, mặc dù nói con trai của ông đắc tội với tôi, nhưng chuyện tôi phá hủy công ty của ông cũng không quá đáng lắm, phải không? Tôi lo lắng trong lòng ông có sự oán hận sau đó rời đi và tiến hành báo thù. Nhưng trước mắt xem ra ông dường như không có ý như vậy, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi, còn giữ ông ở lại làm gì chứ? Chu Dương hờ hững nói, dường như vô cùng hợp tình hợp lý. Lý Đại Hải không nói lời nào, nếu đã như vậy ông ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong và đáp, được rồi bữa tối không cần nữa, tôi ăn không nổi. Còn về những chuyện khác cũng xin Chu Dương tiên sinh có thể yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không báo thù cậu. Dù sao tôi cũng hiểu rất rõ sự cách biệt về thực lực giữa hai bên, chắc chắn tôi sẽ không làm chuyện không có khả năng thành công, còn lôi cả gia đình vào. Lý Đại Hải chua chát nói, nhìn thấy công ty của mình không còn hy vọng nữa, giọng điệu nói chuyện của ông ta với Chu Dương cũng đã không còn thành kính như trước nữa. Mặc dù biểu hiện vẫn giữ được thái độ tôn trọng nhưng trong lòng ông ta đã chửi bới Chu Dương một trận từ lâu. Đây cũng được xem như chuyện bình thường của đời người. Cách làm của Chu Dương thật sự khiến ông ta khó chịu, nếu không phải ông ta bình tĩnh, lòng dạ thâm sâu, e rằng bây giờ đã không nhịn được mà nôn ra máu. Còn Chu Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ, sau đó nhìn chằm chằm Lý Đại Hải rời đi. Nhưng sau khi Lý Đại Hải đi về phía trước một lúc, Chu Dương đột nhiên lại gọi ông ta. Ông quay về đây một chuyến đi. Hả, vẫn còn chuyện sao, Lý Đại Hải sững sờ, cảm thấy không vui lắm nhưng vẫn quay lại. Lần đầu tiên Chu Dương gọi ông ta quay lại, ông ta còn vội vàng chạy bước nhỏ tới, vô cùng thành kính hỏi Chu Dương có gì dặn dò. Còn lần này, Chu Dương khẽ cười, thật ra đây là kết quả mà anh muốn. Sao thế, trông ông có vẻ không tình nguyện cho lắm, Chu Dương khẽ cười hỏi. Không, không có. Lý Đại Hải kiên trì đến cùng nói, bây giờ ông ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Bởi vì ông ta sợ bản thân không khống chế được sẽ nói hết ra những lời chửi bới Chu Dương. Nhưng nét mặt Chu Dương lại vô cùng hưng phấn. Ông chủ Lý, ông nghĩ tôi là đứa ngốc sao, Chu Dương hỏi. Hả, Lý Đại Hải sững sờ, ông ta không ngờ rằng Chu Dương lại đột ngột đưa ra câu hỏi này. Mặc dù ông ta rất muốn gật đầu nhưng ông ta dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nếu ông ta gật đầu, ông ta sẽ phải đối mặt với kết quả như thế nào. Vì vậy ông ta vội vàng lắc đầu, sao có thể chứ? Nhưng tôi cảm thấy ông vẫn luôn đối xử với tôi như một đứa ngốc, Chu Dương đột nhiên nói. Chương 1079, nghệ thuật trò chuyện. Thuộc hạ không dám, Lý Đại Hải vội vàng trả lời. Đùa gì chứ, sao ông ta có thể thừa nhận chuyện này? Nếu thừa nhận cái mạng nhỏ này của ông ta cũng không giữ được. Sao tôi có thể coi Chu tiên sinh là kẻ ngốc chứ? Sự ngưỡng mộ của tôi đối với Chu tiên sinh giống như dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy, Lý Đại Hải hoảng loạn giải thích, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình. Nhưng Chu Dương đã ngắt lời ông ta. Không coi tôi là kẻ ngốc, vậy tại sao lời ông nói ra lại buồn cười vậy chứ? Phản ứng lần đầu tiên tôi gọi ông tới và lần thứ hai rất khác biệt. Lần thứ hai rõ ràng là không tình nguyện lắm. Những biểu hiện này đều bày ra trước mắt, sao ông lại nói với tôi lần thứ hai không hề có biểu hiện không tình nguyện chứ? Nói láo trắng trợn như vậy không phải coi tôi là kẻ ngốc thì là gì, ông nghĩ tôi không nhìn ra sao? Chu Dương hờ hững nói. Lý Đại Hải sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Chu Dương lại vì điểm này mà tức giận sao? Đây đúng là một thanh niên kỳ lạ. Quả thật lần thứ nhất và lần thứ hai khi Chu Dương gọi ông ta quay lại, phản ứng của ông ta hoàn toàn không giống nhau, ông ta cũng tin rằng Chu Dương chắc chắn có thể nhìn ra.
Nhưng khi Chu Dương hỏi có phải ông ta không tình nguyện hay không, ông ta lại lắc đầu nói không. Cậu mạnh hơn tôi, mặc dù tôi không tình nguyện nhưng tôi cũng không dám nói ra, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đây là sự tôn trọng của tôi với cậu, là biểu hiện của sự sợ hãi, sao cậu lại nghĩ tôi coi cậu là kẻ ngốc chứ? Nhất thời Lý Đại Hải không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau ông ta mới dè dặt đáp lại, vậy ý của Chu tiên sinh là gì? Ông ta hoàn toàn không hiểu được trong đầu Chu Dương đang nghĩ gì, vì vậy liền dứt khoát hỏi. Chu Dương cười nhạt, sau đó làm như không có chuyện gì thản nhiên ngả người xuống ghế, nhìn trời xanh một cách chăm chú. Đột nhiên anh nói, ông chủ Lý, vừa nãy ông nói, nguyên nhân ông không báo thù tôi là bởi vì ông biết khoảng cách sức mạnh giữa hai chúng ta, vì vậy mới lựa chọn không làm ra chuyện điên rồ như báo thù tôi, đúng không? Lý Đại Hải lại sững sờ, sau đó gật đầu, câu này quả thực là ông ta nói. Chu Dương cũng gật đầu, ừ, vậy thì đúng rồi. Hay nói cách khác, nếu như tôi thực sự không có sức mạnh, chỉ tình cờ hủy hoại công ty của ông thì chắc chắn ông sẽ báo thù tôi, đúng chứ? Lý Đại Hải vô thức muốn lắc đầu. Cái tật đối nhân xử thế của ông ta nhiều năm nay lại phạm phải rồi, đối mặt với kẻ mạnh như Chu Dương là phải quỳ xuống để phục tùng. Nếu như đổi lại là ngày trước, ông ta chắc chắn sẽ nói, không, làm sao có thể? Sao Chu tiên sinh có thể không có sức mạnh chứ? Hoặc là nói, không, cho dù Chu tiên sinh thật sự không có sức mạnh, chỉ là tình cờ hủy hoại công ty của tôi, vậy thì Chu tiên sinh vẫn sẽ mãi là Chu tiên sinh, tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ muốn báo thù cậu. Nhưng lời này nói thẳng ra đều là nói nhảm, giả dối. Giả sử Chu Dương không có bất cứ sức mạnh nào mà làm tổn hại đến lợi ích của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ ngay lập tức đè chết đối phương. Kể cả có là Phật tổ cũng không cứu sống được. Nhưng ông ta không thể nói như vậy, bởi vì lời này nói quá dễ nghe. Ông ta vẫn luôn dùng chiêu này với bất cứ nhân vật lớn nào. Chỉ cần nói như vậy là ông ta có thể tránh được một trận sóng gió. Nhưng ông ta không ngờ rằng Chu Dương ở trước mặt dường như không hề trúng chiêu này của ông ta. Hình như vừa nãy ông ta nói bản thân không tình nguyện đã khiến Chu Dương tức giận. Ông ta còn cần phải nói những lời nói dối rõ như ban ngày sao? Ông ta cẩn thận nhìn Chu Dương, phát hiện ra Chu Dương vẫn nở nụ cười hờ hững như cũ, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ đang rất nhàn nhã chờ đợi câu trả lời của ông ta. Nghĩ một lúc, Lý Đại Hải nghiến răng đưa ra một quyết định táo bạo. Ông ta sẽ nói thật. Chu tiên sinh, cho phép tôi nói thẳng, nếu cậu không có bất kỳ sức mạnh nào, tôi tuyệt đối không thể để cậu làm tổn hại đến công ty của tôi được. Nếu cậu tình cờ làm tổn hại đến công ty của tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Lý Đại Hải nói liền mạch rõ ràng. Sau khi nói xong, ông ta không dám thở mạnh. Lăn lộn chê y thương trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta phải nói chuyện theo cách như thế này. Bây giờ ruột gan của ông ta muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt nhìn Chu Dương tràn đầy sự cảnh giác và sợ hãi. Nhưng Chu Dương gần như không có phản ứng quá lớn, anh vẫn giữ thái độ vô cùng ôn hòa giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tức là, sở dĩ sùng bái tôi, nói rằng ông vô cùng ngưỡng mộ và kính phục tôi, việc con trai của ông đắc tội với tôi là không thể tha thứ, thực ra không liên quan gì đến tôi. Chỉ bởi vì ông sợ sức mạnh của tôi thôi, phải không? Chu Dương vừa quan sát MU bàn tay mình vừa hỏi. Giống như đang hỏi một vấn đề rất nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng câu hỏi này lại khiến Lý Đại Hải cảm thấy sắp nghẹt thở. Đừng trêu đùa nữa được không? Chê y đời này lấy đâu ra một người thật sự đáng để sùng bái chứ? Ông đây nói lời hay và nịnh nọt cậu, nguyện trung thành với cậu, nói thẳng ra là bởi vì nhắm vào sức mạnh của cậu mà thôi. Ai thèm quan tâm đến việc cậu là người như thế nào? Cho dù một con lợn có được sức mạnh của cậu như bây giờ, tôi cũng sẽ đối xử với nó y như vậy. Chê y thế giới này, ngoại trừ số ít người có tình nghĩa anh em, hoặc thật sự có chuyện sùng bái một người, còn lại số đông không phải đều nhằm vào địa vị và quyền lợi để sùng bái sao? Thứ sùng bái chỉ có quyền lực và địa vị, còn về việc ai là người nắm quyền lực và địa vị hoàn toàn không quan trọng. Có thể nói là vậy. Người nắm trong tay quyền lợi và địa vị, bọn họ không muốn cũng phải nghe theo. Bạn nhất định phải nói với bọn họ, đại ca à, quan hệ của hai chúng ta thật sự không phải vì sức mạnh và địa vị, tôi tới đây là vì anh. Như vậy tất cả mọi người mới vui vẻ.
Tại sao Chu Dương này hết lần này đến lần khác phải hỏi cho rõ ràng những chuyện nhàm chán, đây không phải là câu hỏi đã có đáp án cố định sao? Lý Đại Hải không hiểu cũng không dám tùy tiện trả lời. Nhưng sau khi ông ta cân nhắc rất lâu, vẫn quyết định thoát ra khỏi thói quen của bản thân, bởi vì Chu Dương ở trước mắt hoàn toàn không thể dùng con mắt quan sát trước kia của ông ta để cư xử. Đương nhiên, Chu tiên sinh, nếu như trong tay cậu không có bất kỳ sức mạnh hay quyền lực nào, vậy thì tôi có lẽ sẽ không sùng bái cậu, Lý Đại Hải thành thật nói. Sau khi nói xong, ông ta không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm mỗi động tác của Chu Dương. Chương 1080, nói thật thì mất lòng. Trong mắt Lý Đại Hải, Chu Dương giống như một vị bạo chúa vui buồn bất thường, ông ta hoàn toàn không biết hành động tiếp theo của Chu Dương là gì. Theo như ông ta thấy, chưa biết chừng Chu Dương sẽ tát ông ta một cái vào giây tiếp theo. Thế nhưng Chu Dương chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình một hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu, khẽ cười với ông ta, nói không sai. Đây mới là sự thật phải không? Hả, Lý Đại Hải không dám tin vào tai của mình, mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy xuống, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Đó là sự thật. Hơn cả sự thật, đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng, Lý Đại Hải nghĩ như vậy nhưng ông ta vẫn không dám nói ra. Cho đến bây giờ, ông ta không hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác. Được rồi, không cần lo lắng như vậy, không cần phải căng thẳng, Chu Dương vỗ vào vai ông ta, rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Thật ra, tôi muốn ông nói thật với tôi mà thôi, Chu Dương vừa đi vừa nói, tôi có thể nhìn ra, ông là một nhân tài. Nhưng thái độ làm người của ông quá khôn khéo, thứ đồ này không dễ sử dụng ở chỗ tôi. Nói trắng ra, sau khi hiểu được tính cách một người như Lý Đại Hải, Chu Dương có ý định thu phục người này. Có thể đơn phương độc mã trở thành người giàu nhất thành phố Đông Hải, hơn nữa không đắc tội với người của gia tộc nào, chắc chắn là nhân tài hàng đầu. Có điều, ông ta quá khôn khéo, nếu Chu Dương lôi kéo ông ta thì Chu Dương có thể tưởng tượng người này sẽ rất vui vẻ đồng ý về dưới trướng của anh. Nhưng lúc đó, Lý Đại Hải sẽ không trung thành. Mặc dù biểu hiện của người đó rất trung thành, như thể nên làm chuyện gì đều sẽ làm. Có thể nghiêm túc trước mặt Chu Dương, có thể không cần cả công ty và tôn sùng Chu Dương như hoàng đế. Sự trung thành và sùng bái này đến từ đâu? Nói trắng ra, Lý Đại Hải chỉ sợ thực lực của Chu Dương. Do đó, Chu Dương mới diễn kịch. Mục đích của anh chẳng qua muốn nói với Lý Đại Hải, công ty của ông muốn hồi phục cũng được thôi, nhưng ông phải nói ra một cách thành thật. Ông nói thẳng ra, sau đó tôi cũng đưa ra điều kiện tương ứng. Ông có thể chấp nhận thì tôi giúp ông hồi phục công ty, không cần dở mấy trò vặt vãnh đó. Mọi hành vi của Chu Dương đều biểu đạt một thông tin, nói dối trước mặt anh thì sẽ không có được lợi ích gì, chỉ cần nói thật mới có thể nhận được sự giúp đỡ của anh. Thông điệp này dùng lời nói thì không có ý nghĩa, nếu nói thẳng ra thì chắc Lý Đại Hải sẽ đồng ý, nhưng sẽ không thay đổi về bản chất. Nhưng trải qua chuyện ồn ào như vậy, Lý Đại Hải chắc sẽ thành thật hơn nhiều. Tôi nói rồi, ông là một người thông minh, bây giờ nên biết tôi có ý gì, Chu Dương lãnh đạm nói. Anh không quay đầu, còn Lý Đại Hải phía sau anh cũng không lên tiếng ngay. Cứ như vậy, Chu Dương chậm rãi đi về phía trước, còn Lý Đại Hải từ từ theo sau, lúc hai người đi từ nhà kho sắp đến sảnh lớn, Lý Đại Hải mới nói. Chu tiên sinh, tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu có khả năng, tôi muốn xin cậu tha cho tôi một đường, nếu cậu còn có yêu cầu gì thì đừng ngại nói với tôi. Để tôi suy nghĩ kỹ càng. Lý Đại Hải nói. Chu Dương cũng dừng bước, quay đầu và nhướn mày, thế nào? Không phải nói ông không có chút oán giận nào sao? Lý Đại Hải vào đầu, hơi xấu hổ nói, thật ra tôi thật sự không quá oán giận. Vì oán giận cũng vô dụng, chỉ là mặc dù tôi không quá oán giận, nhưng chắc chắn cũng không có cảm tình với cậu. Can đảm lắm, còn dám không có thiện cảm với tôi, sắc mặt Chu Dương đột nhiên thay đổi. Sự thay đổi này khiến Lý Đại Hải sợ hãi. Chuyện gì vậy, đại ca như cậu chẳng phải chỉ thích nghe lời nói thật ư? Sao còn nổi giận? Nhưng sắc mặt của Chu Dương chỉ thay đổi trong chốc lát, anh nhanh chóng lấy lại nụ cười, đùa ông thôi. Ngoài miệng bảo nói đùa, nhưng trong lòng Chu Dương vẫn hơi thổn thức. Nhìn về lịch sử, e rằng mỗi một nhân vật lớn hoặc thượng đế đều hiểu câu nói sự thật mất lòng. Ai cũng biết nói ra sự thật mới thật sự tốt cho mình. Nhưng trong lịch sử có hai vị minh quân và trung thần nổi tiếng nhất Đường Huyền Tông và Ngụy Trinh, Đường Huyền Tông nhiều lần muốn giết chết Ngụy Trinh.
Tại sao? Giống như vừa nãy lúc bắt đầu, Chu Dương thật sự biết được Lý Đại Hải đang nói dối, hơn nữa trong lòng hơi khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, lời của Lý Đại Hải không khơi dậy sự ác cảm của anh. Còn lúc này, Lý Đại Hải bắt đầu nói thật. Nói rõ không có cảm tình trước mặt Chu Dương. Mặc dù không có gì oán trách, nhưng vẫn ôm một chút hận trong lòng, thậm chí còn chửi thề vài câu. Chu Dương thật sự hơi tức giận khi những lời này nói thẳng ra trước mặt anh. Quả nhiên, cho dù hiểu đạo lý như nào, nhưng bình thường ai mà chẳng thích nghe những lời tốt đẹp. Chu Dương vẫn cố tình trói buộc mình, giống như những điều đó sớm đã hòa vào thế giới tục, một nhân vật quyền lực ngồi chê y vị trí cao hàng chục năm thì bọn họ sớm đã quên câu nói sự thật mất lòng. Không phải nói bọn họ hoàn toàn quên câu này, nhưng e rằng họ không nhớ dùng câu này để trói buộc bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc đời con người thật sự giống như một chuyến tu hành, Chu Dương trầm mặc suy nghĩ, hơi thất thần. Còn Lý Đại Hải ở một bên lại yếu ớt nói, Chu tiên sinh, cậu có thể suy nghĩ chuyện của tôi không? Chu Dương mới sực tỉnh lại, sau đó gật đầu, hiểu rồi, tôi có thể đồng ý chuyện ông nói. Xóa bỏ tất cả những lệnh cấm của công ty ông, nhưng đồng thời, ông nhất định phải trả cái giá tương ứng, hiểu chưa? Hiểu rồi, Lý Đại Hải lập tức nói lời đảm bảo. Cái giá ông phải trả rất đơn giản, đầu tiên, phải giáo con trai của ông, bảo ông ta hãy điềm tĩnh hơn, Chu Dương ngẫm nghĩ rồi nói. Cái tên Lý Trường Hà quá đáng ghét. Lý Đại Hải liền gật đầu, đương nhiên, chuyện này là đương nhiên. Thứ hai, ông phải làm việc không công cho tôi 10 năm, được không? Chu Dương lại đưa ra yêu cầu khác. Tại sao anh lại tha cho Lý Đại Hải? Vì người này là một nhân tài. Nếu là nhân tài, đương nhiên phải do mình sử dụng. Chu Dương từng suy nghĩ về nền tảng và thế lực của mình càng ngày càng lớn, thời gian anh có thể ở lại công ty danh Dương càng ngày càng ít. Nhưng công ty này rõ ràng là nơi khởi đầu để trở nên nổi tiếng, muốn anh từ bỏ là điều không thể. Cho nên anh mới tìm người có khả năng thay thế mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.